Chương 493, cử chuyển luyện tiên quyết, lão già hừ nhẹ một tiếng nói, có nhận ra thì cũng vô dụng. Yêu linh trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đã gượng ép sử dụng như vậy, chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi. Nói xong, hắn giơ bàn tay to túng một cái, bắt lấy triệu sát tinh, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn vương lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú, cười nói, tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử sẽ không xuất hiện ngươi cứ yên tâm nói xong lão già hướng về phía tu sĩ của các tông phái ôm quyền cười ha hả nói các vị chắc trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo hôm nay bọn vãn bối tử tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị xin đừng trách thương thiên tôn nhìn xích liệt vội vàng cung kính nói tiền bối đừng suy nghĩ nhiều làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng được vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người đó có cảm giác rất vui mừng tử hệ của thiên vận tông đã có người kế nghiệp, lời hắn vừa nói ra, lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả tu sĩ nơi đây đều tỏ ra vui vẻ như vậy, xích liệt cười ha hả, lắc đầu nói, đừng quá khen ngợi bọn nghịch tử này như vậy. Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh thiên vận tử của ta giảng đạo. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép đi trước, nói xong, xích liệt thân mình khẽ động, túng lấy triệu tinh sát, Cả người hóa thành một đám mây đỏ, gào thét hướng về đằng xa bay đi như sấm sét, biến mất không thấy. Vương Lâm từ sau khi lão già mặt đỏ xuất hiện thủy chung không nói một lời, lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần thông triệu sát tinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là loại pháp thuật gì, không giống như ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ kia thì vật ấy chính là yêu linh. Ở trong cơ thể triệu sát tinh cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng, trong lúc trầm ngâm, tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người tiến đến chúc Trụ Vương Lâm, trong trận đại chiến vừa rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng tiêu diệt lão nhị của Tử Hệ, bức bách lão đại phải sử dụng yêu linh kỳ dị kia, nhưng bất cứ người nào ở nơi đây đều có thể thấy được thần thông yêu dị kia chính là hại người hại mình. Nhìn bộ dạng của Triệu Sát Tinh có thể đoán ra người thi triển thần thông này chắc chắn phải chịu một lực phản hồi rất lớn, hơn nữa lão thất của tử hệ này vẫn chưa ra tay, chẳng qua là mới chỉ dùng pháp bảo chống đỡ mà thôi, một khi ra tay, thắng bại tuy không thể biết được nhưng mọi người ở đây cũng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ý trong lời nói của Xích Liệt kia, thiên vận tử đối với người này đúng là cực kỳ coi trọng, nếu không vì sao hai bên đánh nhau mà chỉ có Triệu Sát Tinh bị bắt đi mà không truy cứu việc của lão nhị? Ngược lại còn lưu lại một câu nói có ý như an ủi, những người tu chân đều là những người từng trải lão luyện, nhất là những người có thể đi vào đây dự yến tiệc này lại càng có kiến thức. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm nhất định sẽ trở thành thiên vận thất tử, nếu có chút giao tình sau này nhất định sẽ có lợi, vì vậy, người đến kính rượu liên tiếp không ngừng. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, mỉm cười một chút. Hắn biết rõ muốn đứng vững trên thiên vận tinh này ngoài người trong thiên vận tông ra còn phải kết giao với các bằng hữu của những tông phái khác, đối với mình mà nói không có gì hại. Vì thế, trong yến hội tử tông, ngày cuối cùng của yến hội 7 ngày xuất hiện một sự kiện cao trào. Vương Lâm nghiễm nhiên thay thế triệu tinh sát trở thành chủ yến hội này, cùng với phần đông tu sĩ các tông phái nâng chén nói chuyện với nhau. Về phần Bạch Vi và Tứ Sư tỷ không có nhiều người đến chút lắm, cũng có phần hơi trống vắng, mãi đến tận ban đêm, yến tiệc gần tàn, Vương Lâm cầm lấy chén rượu cung kính mới Khương Thiên Tôn một chén. Sau khi đám người Khương Thiên Tôn rời khỏi, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn tứ sư tỷ ở cách đó không xa, tứ sư tỷ không biết thuộc đại na di kia khi nào mới truyền cho sư đệ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tứ sư tỷ nhìn Vương Lâm, tiếp lâu sau, mỉm cười, vỗ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản, vung tay lên ném cho Vương Lâm, ta vốn định sau khi thọ yến của sư tôn kết thúc sẽ đi giải thoát cho ngươi không ngờ lão thất có thể tự mình thoát ra, việc này sư tỷ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng sư đệ không trách. Trong ngọc giảng này ngoài cấm pháp Đại Na Di còn có một cấm pháp năm đó sư tôn truyền thụ cho ta. Cấm pháp này là do sư tôn phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật sáng tạo ra, quy lực rất lớn. Ta cho sư đệ để xin lỗi việc tháng trước. Vương Lâm nhận lấy ngọc giảng, liếc mắt nhìn tứ sư tỷ một cái, trầm ngâm một chút, gật gật đầu không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với người này. Dù sao tứ sư tỷ này bản lãnh cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ, hơn nữa người này thủy chung vẫn chưa lộ ra ác ý, cho dù là tháng trước cũng chỉ là dùng cấm pháp phong ấn, vẫn chưa thực sự ra tay. Về phần bạch vi, hắn ở một bên miễn cười nói, lão thất, lần này danh hiệu thiên vận tử xem ra đã là của ngươi rồi, sư huynh tại đây chúc mừng ngươi trước, nói xong hắn cầm chén rượu, hướng về vương lâm tỏ ý, nhấp một ngụm vương lâm mỉm cười cầm chén rượu uống xong sau đó đứng lên ôm quyền nói hai vị tại hạ còn có chút việc vặt hẹn ngày mai gặp lại bạch vi gật đầu cười nói lão thất cứ đi trước không cần để ý tới chúng ta tứ sư tỷ cũng gật đầu mỉm cười vương lâm thân mình nhoáng lên đạp chân một cái hóa thành một đạo cầu vòng, biến mất không thấy đợi hắn đi rồi bạch vi và tứ sư tỷ nói chuyện với nhau ít lâu rồi cũng lần lượt giải tán bạch vi trên đường trở lại tử vi cát ánh mắt lộ ra một vẻ ác độc, nhìn về hướng tổng tông của thiên vận tông ở đằng xa, lẩm bẩm, sư tôn quá mức bất công, không ngờ lại đem yêu linh kế vào trong thân thể của đại sư huynh. Nếu yêu linh này thức tỉnh, bản lãnh của đại sư huynh chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ khôi phục, tới lúc đó, ta vĩnh viễn sẽ không thể báo được thù. Việc này, nên làm thế nào cho phải, hắn cao mày, đi về tử vi cát, vương lâm bay đi một mạch, trên đường gặp được một vài tu sĩ của tông phái khác liền ôm quyền chào hỏi lẫn nhau, không quá lâu đã về tới tử lâm các, ba tháng chưa quay về, tử lâm các vẫn như trước. Vương lâm nhoáng lên một cái, trực tiếp tiến vào tầng ba, ngồi trong gian mật thất kia, tay phải khẽ lật, lấy ra một ngọc giảng. Ngọc giảng này chính là của tứ sư tỷ đưa, là vật ghi chép lại hai đạo cấm pháp. Cấm pháp có khả năng dịch chuyển 10 vạn dặm chính là sự lựa chọn hàng đầu. Vương Lâm ngày đó sau khi nhìn đến cấm pháp này vẫn động tâm không ngừng, lúc này thần thức đảo qua, cẩn thận xem xét, lông mày dần dần nhăn lại, ít lâu sau, hắn thu hồi thần thức, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ, cấm pháp dịch chuyển này thì ra là thế. Lợi dụng khoảnh khắc trước khi dịch chuyển, lấy cấm pháp này phong ấn bản thân lại để có thể trong nháy mắt liên tục sử dụng một vài lần pháp thuật dịch chuyển, từ đó sinh ra một sức mạnh kỳ dị, sau khi phong ấn được mở sẽ đồng loạt bùng nổ khiến cho khoảng cách dịch chuyển tăng lên gấp vô số lần nguyên lý của phương pháp này tuy đơn giản như vậy nhưng trên thực tế vận dụng cũng gặp rất nhiều tai nạn một khi nắm bắt thời gian phong ấn không tốt rất có thể đưa chính mình hoàn toàn đi vào bên trong khe không gian ngoài ra cũng không thể định vị được hoàn toàn chuẩn xác chắc hẳn tứ sư tỷ nhờ vào thần thức anh biến hậu kỳ hơn nữa lại thông thuộc địa hình trên thiên vận tinh nên mới có thể dịch chuyển chuẩn xác tới chỗ thạch lâm kia tuy nhiên tổng thể mà nói thuật này cũng có một chút thần thông, Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, đứng lên bước về phía trước, trong nháy mắt toàn bộ thân mình hắn lập tức trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm sử ra một ấn quyết kỳ dị, đánh về phía trước, lập tức, một luồng hào quang màu bạc từ trong tay biến ảo mà ra, bao phủ bốn phía, ngay lúc hào quang màu bạc xuất hiện, Vương Lâm lập tức cảm giác được bốn phía thân thể như có dòng nước chảy qua, cả thân người cứ như đang ở dưới đáy biển sâu hết thảy bốn phía trở nên đông đặc lại hắn cẩn thận cảm thụ cảm giác này ánh mắt chợt lóe bước về phía trước một bước nếu là lúc bình thường sau một bước này vương lâm sẽ biến ra xa mấy ngàn dặm nhưng hiện tại sau một bước này thân mình hắn cũng chỉ nhoáng lên một cái vương lâm ánh mắt lóe lên lại bước tiếp một bước sau đó thân mình hắn không hề dừng lại mà tiếp tục như bước tới như bước trên một cái thang dẫn lên trời tổng cộng bước tới bảy bước bảy bước này khiến cho thân mình vương lâm bay lên ngày càng cao cuối cùng cách mặt đất hơn một trượng vần hào quang màu bạc bao xung quanh hắn bỗng nhiên tản ra biến mất o không o ngay lúc vần hào quang này biến mất vương lâm lập tức cảm giác được một lực đạo vô cùng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng điên cùng ngưng tụ vào thân người giờ phút này thân mình hắn không thể khống chế lóe lên rồi biến mất cách đó mười vạn dặm phía trên một ngọn núi lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hào quang màu bạc Đồng thời một tiếng nổ vang dội từ giữa đỉnh núi truyền lại, từng trận bụi đất bay lên, Vương Lâm toàn thân dính đầy bùng đất từ trong đỉnh núi đi ra, hắn trong mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn, thì thào lẩm bẩm, cấm thuật dịch chuyển này quả nhiên uy lực vô cùng. Thiên vận tinh này, ta đã đến đúng nơi rồi, nếu còn ở lại chu tức tinh làm sao có thể học được loại thần thông này, khoảng cách xa như vậy có lẽ chỉ có vấn đỉnh tu sĩ mới có khả năng thi triển ra, lúc này trong lòng Vương Lâm tràn nhập cảm giác vui sướng hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thét dài một tiếng, cùng lúc đó thân mình rung lên, toàn bộ bùng đất trên người lập tức biến mất hết, dưới ánh trăng, thân mình vương lâm khẽ động, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về phía chân trời, trong khi bay, vương lâm lấy ngọc giảng ra, thần thức đảo qua, xem xét cấm pháp thứ hai mà tứ sư tỷ lưu lại, vừa nhìn vào, ánh mắt vương lâm lộ ra một vẻ kỳ dị. Hắn dừng thân mình lại, đứng ở giữa không trung, lông mày dần nhăn lại cấm pháp thứ hai của người này không có tên, chính là một loại pháp thuật vận dụng tiên lực. Đường đi của tiên lực này không giống như trong có thể bình thường, mà vận chuyển theo một phương thức quỷ dị, ở trong cơ thể định hình thành dạng xoắn ốc rồi phóng thích ra. Đường xoắn ốc này có tổng cộng 9 vòng, thời gian tích tụ trong cơ thể càng dài, sau khi phóng ra uy lực càng lớn. Dựa theo ghi chép của tứ sư tỷ năm đó lúc sư tôn truyền thụ cho nàng cấm pháp này đã từng nói, cấm pháp này là phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật mà sáng tạo ra, thuật này là bắt chước mà thành, cho dù là ở trong cơ thể đạt tới chín vòng cũng chẳng qua tương đương với bi lực 3 vòng của tiên thuật thật sự mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, không lập tức thử tu luyện mà thần thức đảo qua, tìm được một thung lũng hẻo lánh gần đó, khoanh chân ngồi ở bên trong, cẩn thận nghiền ngẫm. Vương Lâm không phải hạ người lỗ mãn, tứ sư tỷ hào phóng giao ngay ra cấm pháp như thế, tự nhiên hắn phải cẩn thận xác nhận rồi mới quyết định tu luyện hay không cẩn thận nghiên cứu hồi lâu với kiến thức của vương lâm đối chiếu với tam thức sát chiêu được tư đồ nam truyền thụ cuối cùng hắn xác định cấm pháp này là thật cửu chuyển luyện tiên quyết vương lâm ánh mắt lóe lên lộ ra vẻ quyết đoán hít sâu tiên lực trong cơ thể khẽ động lập tức phân ra một luồng dựa theo yêu cầu trong cấm pháp ở một chỗ khuất trong cơ thể ngừng lại một chút rồi sau đó thử xoay tròn nếu vương lâm chưa đạt đến anh biến kỳ thân thể vẫn còn là phàm thai như vậy tư chất của hắn hiển nhiên không thể tu hành tiên thuật nhưng hiện tại thân thể vương lâm đã trải qua ngưng tụ tiên lực đã loại bỏ được phàm cốt có được tiên thể tuy nói tiên thể trong mắt của mọi người không phải là tốt nhất mà chỉ là ở bậc trung nhưng vương lâm đã cực kỳ thỏa mãn tiên thể này so với phàm thai của hắn trước kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần đây cũng chính là nguyên nhân vương lâm trước đây chủ yếu thiên về sử dụng pháp bảo mà không phải là pháp thuật bởi vì tu luyện pháp thuật với tư chất linh căn có quan hệ rất lớn, đôi khi, nếu tư chất không đủ, một loại pháp thuật dù có thử luyện vạn lần cũng là vô dụng, nhưng nếu tư chất đầy đủ, có khả năng chỉ cần một lần là có thể hoàn toàn học được. Luồng tiên lực kia trong cơ thể được Vương Lâm khống chế, chậm rãi xoay tròn, dần dần đạt được một vòng, hoàn thành yêu cầu nhất chuyển. Ngay khi hoàn thành một vòng này, một luồng lực sắc bén đột nhiên từ bên trong lóe ra. Vương Lâm thần thức khẽ động, lập tức cẩn thận quan sát, dần dần hắn phát hiện được một ít manh mối. Cử chuyển luyện tiên thuật này chính là xuất ra một luồng kim tiên lực. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tiên lực vừa được khống chế xoay thành một vòng trong cơ thể lại chậm rãi xoay tròn, đang tiến tới hoàn thành nhị chuyển. Tốc độ nhị chuyển so với nhất chuyển chậm hơn không ít. Sau ba nén hương, cuối cùng cũng dần dần hoàn thành. Ngay khi nhị chuyển vừa hoàn thành, cảm giác sắc bén bên trong luồng tiên lực này tăng lên gấp 10 lần, một cảm nhận sâu sắc lập tức từ trong cơ thể truyền ra ít lâu sau mới từ từ biến mất vương lâm cẩn thận quan sát thật lâu cắn răng một cái tiến hành tam chuyển tam chuyển tốn gần một canh giờ để xử lý tam chuyển thành công một luồng kim tiên lực hùng mạnh điên cuồng chạy trong cơ thể vương lâm thậm chí hắn còn cảm thấy được lục phủ ngũ tạng lúc này đau đớn như bị kim châm tiên lực còn lại trong cơ thể lập tức dũng mãnh xông vào sau khi nhẹ nhàng đi qua sự đau đớn trong cơ thể hắn từ từ tiêu tan, giờ phút này, trong cơ thể Vương Lâm, luồng tiên lực sau khi tam chuyển, màu sắc không còn là màu trắng mà phát ra từng đạo kim quang, hoàn toàn không hòa hợp với tiên lực khác mà giống như phân chia cấp bậc một cách nghiêm ngặt, tiên lực nguyên bản màu trắng trong cơ thể Vương Lâm sau khi gặp tiên lực ánh kim lập tức tản ra hai bên, không ngờ không dám tiếp cận quá gần, cuối cùng, Vương Lâm đem luồng tiên lực ánh kim này ngưng tụ ở trong tay trái. Tiên lực ở trong cơ thể lúc này mới vận chuyển như cũ, nhưng trên tay trái không có một chút tiên lực nào chảy vào, giống như chỗ đó đã được ngăn cách vậy. Tiên lực do cửu chuyển luyện tiên quyết biến hóa ra cũng rất thú vị, nhưng không biết quy lực của nó như thế nào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, không sử dụng ngay mà tay phải bấm quyết, thi triển thuật đại na di, ngay lúc bốn phía thân thể xuất hiện ngân quang, bước chân về phía trước bảy bước, ngân quang biến mất, thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên một cái, biến mất, bên ngoài tử tông, ngân quan chợt lóe, thân ảnh vương lâm nhét nhát bước ra. Dù sao hắn mới chỉ thử hai lần, vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn với tốc độ dịch chuyển liên tục. Sau khi hiện thân, vương lâm nhoáng lên một cái, hướng về tử lâm các bay đi. Giờ phút này, bóng đêm trên không trung đã chậm rãi trôi qua, chân trời trở nên sáng dần lên, bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay là ngày thiên vận tử giảng đạo, cũng là ngày tu sĩ các tông phái trên thiên vận tinh, các đại thần thông tu sĩ từ các tu chân tinh bên ngoài tới chúc thọ mong đợi nhất, Thiên Vận Tử giảng đạo vạn năm mới có một lần, mỗi lần giảng đạo liên tục không ngừng, đối với những người đến nghe giảng đạo, đây là một cơ duyên rất lớn. Trên Thiên Vận Tinh này, từ sau khi Thiên Vận Tử đắc đạo, đây là sự kiện đặc biệt trọng đại, người từ bốn phương tám hướng tới đây mừng thọ, trong đó có không ít những đại thần thông tu sĩ, ngay cả bọn họ trong một ngày Thiên Vận Tử giảng đạo, tĩnh tâm ngồi nghe cũng thu hoạch được đạo quả. Sáng sớm ngày hôm nay, đệ tử của bảy tông xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử của thiên vận tông, bắt đầu là xích tông, từ trong xích tông bước ra. Bảy đệ tử của xích tông không thiếu một người đều cùng mặc áo đỏ, chỗ cổ tay áo có theo kim long, bên hông có tiên hà noãn ngọc. Bảy người hóa thành bảy đạo cầu vòng từ trong xích tông bay ra, ở phía chân trời dàn thành hàng ngang hướng về tổng tông của thiên vận tông kính bái. Xích tông khẽ động, theo sát sau đó là chanh tông bảy người của chanh tông cùng mặc áo màu cam nhất tề bay ra ở phía sau xích hệ kính bái kế tiếp lần lượt là hoàng lục thanh lam bốn tông sau khi toàn bộ sáu tông này xuất hiện mới đến lượt tử tông dù sao trong thiên vận tông tử hệ vẫn là yếu nhất từ phía trên tử tông chỉ có ba đạo cầu vòng bay ra dừng ở phía chân trời ánh mắt những đệ tử của sáu tông kia đều rất lạnh lùng không những lộ ra vẻ khinh bỉ mà còn có cả châm biếm những ánh mắt này liên tục thay đổi giống như một thanh kiếm sắc đâm lên thân thể ba người, Bạch Vi thần sắc như thường, hiển nhiên đã quen với việc này, về phần tứ sư tỷ kia, mặt đầy sát khí, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào, Vương Lâm đứng ở đó, sắc mặt bình thản, lạnh lùng quét mắt nhìn sáu tông kia. Đệ tử của sáu tông này hắn nhìn một lượt, càng nhìn trong lòng càng sợ hãi, đồng tử trong mắt không thể không co rút lại, đệ tử của sáu tông hắn chỉ nhận ra được ba người trong đó có một người đó là người đứng hàng thứ ba trong lam tông tư mã như phong người này bản lãnh đã đạt tới anh biến đại viên mãn chỉ còn cách vấn đỉnh một chút còn có một người đó là một nam tử họ vương của thanh tông người này mặt lạnh như băng nhìn lại vương lâm trong mắt hiện lên một vẻ hờ hững bản lãnh của người này đã vượt qua tư mã như phong đã bước nửa bước vào vấn đỉnh ngoài hai người này còn có một người nữa vương lâm nhìn cực kỳ quen mắt Người này đúng là người đàn ông trung niên năm đó ở tiên giới đã cùng với sức hổ đánh một trận, sử dụng ra sát khí huyết tinh. Năm đó bản lĩnh người này chưa đạt tới anh biến, nhưng lúc này nhìn lại cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ. Người này đứng ở vị trí thứ tư trong cam tông, lúc này ánh mắt cũng đang nhìn về phía vương lâm. Chương 494, Tôn Trưởng Lão, ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, người này ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Vương Lâm hít sâu, năm đó hắn không biết đến Thiên Vận Tông, lúc này tiếp xúc, hắn có thể khẳng định người này năm đó ở tiên giới nhất định là đã ẩn giấu bản lãnh. Mặc dù hiện tại nhìn lại, Vương Lâm cũng hoài nghi người này vẫn đang ẩn giấu bản lãnh, chẳng qua bản lãnh chính mình thua kém quá nhiều cho nên không nhìn ra mà thôi. Những đệ tử còn lại của Sáu Tông, Vương Lâm lần lượt nhìn lại, phải có hơn phân nửa hắn không thể nhìn ra bản lãnh nông sâu ra sao, cho dù là nhìn ra một chút, Vương Lâm cũng đoán đối phương cũng đang ẩn giấu bản lãnh, thiên vận tông này quả thật là có rất nhiều đệ tử hùng mạnh. Trừ ba người tử hệ bọn ta, bất kỳ một hệ nào cũng đều có thể hoành hành ở Chu Tước Tinh, cho dù Chu Tước Tử có phong hiệu ấn quyết, chỉ sợ cũng địch không lại. Vương Lâm thần sắc không đổi nhưng trong lòng cũng rất u ám. Sau khi toàn bộ đệ tử thất hệ đến, theo sát phía sau là những đệ tử tầm thường trong thất hệ. Trong những đệ tử này không phải ai cũng có tư cách được nghe giảng đạo, mà phải là người có tư chất thông minh hoặc là người có bản lãnh cao thâm mới có đủ tư cách ngồi gần để nghe mà thôi chỉ thấy một đám đệ tử tầm thường trong bảy hệ lần lượt từ trong bảy tông bay ra đứng phía sau những đệ tử của thiên vận tử thuộc bổn tông chen nhau xếp thành hình quạt như vậy mạnh yếu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được trong bảy tông xích tông có thực lực mạnh nhất đám đệ tử tầm thường đứng phía sau cũng có rất nhiều cao thủ còn đám đệ tử tử tông đứng sau vương lâm rõ ràng là kém hơn rất nhiều lão thất chắc có thể nhìn thấy tử tông ta đang xuống dốc vương lâm cảm khái thanh âm của tứ sư tỷ truyền vào trong tai hắn trầm ngâm ít lâu gật gật đầu truyền âm nói tử hệ so với sáu tông kia kém nhiều lắm ngươi biết vì sao chứ tứ sư tỷ than nhẹ nói xin cứ nói vương lâm thần thái bình tĩnh bởi vì tử hệ ta tranh đoạt nội bộ quá nhiều quan trọng nhất là danh hiệu thiên vận thất tử thay đổi quá thường xuyên không giống những tông khác có thiên vận thất tử ngàn năm. Vì vậy tử hệ ta tự nhiên dần dần sa sút không còn uy phong như khi có tôn vân sư đệ năm đó, tứ sư tỷ chua xót thở dài, không nói gì nữa. Sau khi đám đệ tử tầm thường của bảy tông xuất hiện, kế tiếp, ở vòng ngoài cùng còn lại là những người đến mừng thọ. Những người này lúc nghe giảng đạo chẳng phân biệt thân phận tôn ti, cũng chẳng phân biệt bản lãnh cao thấp, phàm là người đến mừng thọ đều có thể ngồi đây nghe giảng đạo, dần dần, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. Trong phạm vi mấy vạn dặm, gần như đông nghiệp toàn là tu sĩ. Ít lâu sau, người tới càng ngày càng nhiều, Vương Lâm ngước mắt nhìn, hoàn toàn không thể nhận biết được có bao nhiêu người. Địa vị của thiên vận tử ở thiên vận tinh, đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhờ có sự kiện này mà nhận biết được một cách triệt để. Không lâu sau, ở tổng tông của thiên vận tông, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên xuất hiện, vạch ra một đường cong, trực tiếp dừng ở khoảng không phía trên đám đệ tử Bảy Tông, ngay sau đó, thân ảnh một lão già áo trắng chậm rãi xuất hiện, bước trên quần sáng bảy màu, từng bước một, từ từ đi tới, giờ khắc này, đệ tử đích hệ của Bảy Tông gần như đồng thời kính bái, trong miệng cùng hô lên: "Tham kiến sư Tôn." Vương Lâm cũng làm theo mọi người, cung kính hô lên. Phía sau bọn họ, đám đệ tử tầm thường nhân số có phần đông, lúc này cũng cùng hô lên, giống như sấm sét vang dội trời đất, chấn động khoảng không tham kiến thủy tổ, sau đó, còn lại những người đến mừng thọ, trong những người này, có người cao giọng bái kiến, có người cũng chỉ gật đầu hành lễ, lão già nhìn có vẻ thông thả, nhưng thực tế trong thời gian ba nhịp thở đó, hắn đã đi tới khoảng không phía trên, nhìn tu sĩ bốn phía, mỉm cười bình thản nói, lão phu thiên vận tử, dựa vào tu vi lâu năm, cảm ngộ được một chút thiên đạo, hôm nay lão phu đem một chút cảm ngộ đó cùng các đạo hữu thể ngộ một phen đạo của lão phu chính là nghe theo mệnh trời nếu lời lẽ có chút nào sai trái xin được thứ lỗi nói tới đây hắn dừng lại một chút ngẩng đầu nhìn vào hư không trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cười nói tuy nhiên trước hết xin mời lão bằng hữu từ tu chân liên minh xuất hiện lời này của thiên vận tử vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt toàn bộ bốn phía im lặng tất cả các tu sĩ đều ngần đầu nhìn về khoảng không phía trên thiên vận tử những tu sĩ có đại thần thông đồng loạt lập tức định khí ngưng thần nhìn không chấp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một tiếng cười dài dường như đến từ hư vô bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời yên tĩnh này, chỉ thấy trên không trung trong phạm vi mấy vạn dặm, một đạo hào quang kim sắc đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa mới xuất hiện, đạo hào quang vạn trượng này điên cuồng hướng về một chỗ ngưng tụ lại, theo sự chuyển động của kim quang, toàn bộ không trung trông giống như một trận pháp vô cùng lớn, hơn nữa trận pháp này không phải đứng yên mà cấp tốc chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khi kim quang ngưng tụ lại một chỗ, lúc này mặt trời mất đi màu sắc, không trung mặt đất hết thảy đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ trời đất chỉ còn lại có một đạo kim quang kia, trong kim quang này dần dần xuất hiện một người. Người này tóc dài bay phất phơ phía sau, không gió tự động, thân hình cường tráng, đứng ở nơi đó trông giống như một pho tượng chiến tiên, hắn khoảng chừng 40 tuổi, bộ mặt cương nghị, trong mắt như có tia chớp, làm cho người ta nhìn thấy phải tâm thần chấn động, hắn đứng ở đó vô cùng uy nghiêm trong những tu sĩ bốn phía có rất nhiều người bản lãnh cao thâm nhưng những người này mặc dù là cao thủ khi nhìn vào ánh mắt người kia cũng không khỏi cúi đầu người này mặc một chiếc trường bào màu tím trên bả vai đậu một con tiểu điêu ba mắt ánh mắt tiểu điêu này như điện quét ngang những người phía dưới lộ ra vẻ lạnh lùng thiên vận tử thần sắc như thường sau khi nhìn người đàn ông trung niên này mỉm cười nói hóa ra là tôn trưởng lão thiên vận tử bái kiến tôn trưởng lão Thọ yến nhỏ của lão phu không ngờ lại phiền đến tôn trưởng lão đích thân đến, đúng là vô cùng vinh hạnh, thiên vận tử lời nói cung kính, nhưng thân mình lại không hề động đậy, hiển nhiên là chỉ khách sáo mà thôi. Người đàn ông trung niên kia cũng không để tâm, sau khi đi ra khỏi đám kim quang, tay phải hời hợt vỗ về phía sau. Lập tức đám kim quang phía sau trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng, bị người này bắt lấy trong tay, thiên vận lão quái, Đại thọ vạn năm của ngươi sao lão phu có thể không đến." Người đàn ông trung niên này cười ha hả, vung tay phải, thanh phi kiếm màu vàng trong tay lập tức bay về phía Thiên Vận Tử, tới vội vàng không kịp chuẩn bị hậu lễ, phi kiếm này chính là trung phẩm tiên khí được ta ngưng luyện vạn năm, nói chung cũng có chút uy năng. "Ta biết ngươi thích bảy màu, phi kiếm này cũng có thể coi như là một loại màu vàng, hẳn là hợp với tâm ý của ngươi." Thiên Vận Tử mỉm cười, tiếp nhận phi kiếm vung lên ném cho người đứng đầu của hoàng hệ nói côn bằng tử kiếm này cho ngươi côn bằng tử của hoàng hệ nghe vậy thân mình rung lên lập tức tiếp nhận kiếm này nội tâm xúc động lạ thường cung kính nói tạ ơn sư tôn người đàn ông kia lắc đầu một chút cười khổ nói tính tình ngươi đúng là không hề thay đổi thiên vận tử mỉm cười không hề đáp lại mà ánh mắt đảo qua nhìn tu sĩ bốn phía chậm rãi nói lão phu giảng đạo chính là giảng thiên vận chi đạo chư vị bằng hữu nếu không có cùng quan điểm có thể đề xuất ngay tại đây cùng với ta kiểm chứng nói xong thiên vận tử vung tay áo khoanh chân ngồi xuống ngay khi hắn ngồi xuống một đám mây xuất hiện ở dưới thân người người đàn ông trung niên đến từ tu chân liên minh kia cũng khoanh chấn ngồi ở một bên chăm chú nhìn thiên vận tử chuẩn bị nghe giảng đạo tiểu điêu ba mắt trên vai hắn chợt lóe lên từ trên bả vai bay ra tốc độ này so với tia chớp còn nhanh hơn gấp vô số lần chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất, đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, loại tốc độ này chỉ sợ chỉ có Loan Đao thi triển toàn lực mới có thể bị kịp, hắn đang trầm tư, đột nhiên trên vai trầm xuống, chỉ thấy tiểu điêu ba mắt kia không biết từ lúc nào không ngờ đã ở trên vai hắn. Vương Lâm nghiêng đầu nhìn lại, tiểu điêu kia cũng đang nhìn vào Vương Lâm, đây là một con chim nhỏ ba mắt, toàn thân màu tím, chỉ có ba mắt là phát ra những tia sáng âm u, nó đậu lên bả vai Vương Lâm liếc nhìn hắn như đang đánh giá, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chầm chầm vào hắn, không nhúc nhích, vương lâm nhìn con chim này. Hắn vừa rồi nhìn thấy con chim này ở chỗ tôn trưởng lão của tu chân liên minh đã thấy hơi quen quen, lúc này nhìn gần hơn, nhất là thấy ba mắt của nó liền chăm chú quan sát, chương 495, hắn, ba mắt của con chim này bên trong như có một điểm sáng, khiến cho người ta nhìn vào dễ dàng bị hồn siêu phách lạc, tinh ngân điêu. Tinh ngân điêu còn nhỏ, hai mắt vương lâm sững lại cuối cùng nhận ra con chim này trong truyền thừa ký ức của cổ thần đồ ti có một đoạn liên quan tới con chim này chính là một loại sinh vật kỳ dị trong trời đất sau khi trưởng thành có thể biến ảo thành vạn vật trong thế gian thậm chí hóa thành hình người chẳng có chút nào khác biệt nó là tài liệu tốt nhất để chế tạo con rối có thần thông khi còn nhỏ loài chim này chưa có lực công kích lớn lắm nhưng tốc độ thì khó có thể tưởng tượng được loài này thích nhất là tinh thạch thôn vệ tinh thạch mới có thể dần dần trưởng thành. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti, tinh ngân điêu rất nhiều, lấy nội đan khi còn bé để luyện chế pháp bảo, bên ngoài khắc họa trận pháp thuấn di thì tốc độ sẽ đạt tới mức khó tin. Chẳng qua chuyện này đã quá xa xưa, bao nhiêu ngàn năm trôi qua, loài chim này mặc dù chưa bị tuyệt diệt nhưng số lượng cũng không còn nhiều lắm. Tại thời đại của cổ thần, tinh ngân điêu chính là sủng vật tốt nhất. Tốc độ của chúng lại càng khiến cổ thần yêu thích, hơn nữa cũng rất thích khí tức của cổ thần khi còn nhỏ, thường thường không cần cố ý bắt nó cũng sẽ lại gần, ở cùng chỗ với cổ thần lúc nhỏ đối với tinh ngân điêu mà nói có lợi rất lớn. Theo sự trưởng thành của cổ thần, tinh ngân điêu có thể thu được một lượng lớn linh lực, khiến bản thân trưởng thành nhanh hơn. Con tiểu điêu trước mắt này, trong ba con mắt phát ra ánh sáng như ngọc, chưa đạt tới mức ẩn giấu được ánh mắt, hẳn là chưa tới ngàn tuổi, nhìn con chim này, trong lòng Vương Lâm chợt động tay trái vuốt lên túi trữ vật một cái, trong tay liền có thêm một khối thượng phẩm tinh thạch, đặt cạnh mỏ nó, tử điêu chẳng thèm nhìn khối tinh thạch một cái, chỉ nhìn chầm chầm vào vương lâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó thân thể lóe lên, biến mất trên vai vương lâm, vương lâm sờ sờ cầm. Con chim này hiển nhiên không coi trọng tinh thạch trong tay mình. Nó nhìn chầm chầm vào mình, chẳng lẽ là do cảm thấy khí tức của cổ thần trên người mình trên người vương lâm tuy cũng có khí tức của cổ thần nhưng cực kỳ yếu ớt đó là do khi hắn hợp lại với bổn tôn mới lưu lại chút ít thời gian dài trôi qua dần dần sẽ biến mất tử điêu này theo khí tức đó và tới nhưng lại cực kỳ thất vọng bởi vì nó nhận thấy khí tức đó quá ít nó tuy không biết thứ khí tức này là gì nhưng trong nháy mắt khi cảm nhận được khí tức này nó cảm thấy cực kỳ thoải mái loại cảm giác này từ khi sinh ra tới giờ nó mới gặp lần đầu tiên thu hồi lại linh thạch Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong tay hắn hiện ra một khối Tiên Ngọc. Tiên Ngọc vừa mới xuất hiện, Tử Quan liền lóe lên một cái. Vương Lâm nhìn thấy Tiên Ngọc trên tay trái đã biến mất, trong mắt hắn lộ ý cười, lại xuất ra một khối Tiên Ngọc nữa. Lúc này hắn dùng toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát, nhưng lại chỉ thấy được Tử Quan lóe lên. Tốc độ của Tử Điêu thật khó có thể tưởng tượng nổi. Đoạt Tiên Ngọc trong tay Vương Lâm bay lên cao sông, nó căn bản không dừng lại, trực tiếp nuốt luôn khối Tiên Ngọc vào miệng ngắn lên một cái lại biến mất sau khi tử điêu xuất hiện trở lại đã đậu ở trên vai tôn trưởng lão miệng đang ngậm tiên ngọc răng rắc nhai nuốt ánh mắt nó nhìn về phía túi trữ vật của vương lâm có vẻ rất chú ý tôn trưởng lão hiển nhiên chú ý tới cảnh này mỉm cười hướng vương lâm gật đầu thiên vận tử đang khoanh chân ngồi trên tường vân đã bắt đầu giảng đạo rồi thiên thuật chính là cửu cửu quy nguyên chi vận lão phu tu đạo tới nay không dám nói đã khám phá hết tất cả thần thông nhưng đối với bổn nguyên của thần thông này thì đã hiểu được chút ít tu đạo tu đạo chữ tu này là sao đạo này là ở đâu ngưng khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần anh biến vấn đỉnh nói thật ra lão phu coi đây đều thuộc về chữ tu vương lâm nghe tới đây lập tức ngưng thần nhìn thiên vận tử hắn từ lúc tu đạo tới nay toàn bộ đều là tự thân công pháp có được tương đối hỗn loạn, cái thiếu khuyết nhất chính là không có được những cảm ngộ cao thâm này, sau vấn đỉnh là hư thực nhị ý, toái niết tam cảnh. Tới đây thì hầu như toàn bộ những đạo hữu ở chỗ này sẽ phải dừng chân, không thể tiến thêm. Đấy chính là bước thứ hai của tu đạo, lão phu tưởng rằng bước thứ hai này cũng chính là một bước quá độ, người tu đạo chỉ cần tu luyện nguyên thần, hoàn chỉnh bước quá độ này liền có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc ngay cả lão phu cũng vẫn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ dường như trong cõi u minh có một lực lượng đang làm nhiễu loạn hết thảy, tưởng chừng đã chạm được rồi lại bị cắt đứt, âm thanh của thiên vận tử từ từ truyền khắp bốn phương, giảng giải những cảm ngộ tu đạo của hắn, cả bốn phía đều yên tĩnh, ngay cả trưởng lão đến từ liên minh tu chân giờ phút này cũng trầm mặt không nói, hai mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, thiên vận tử tiền bối, người không biết bước thứ ba của tu đạo là gì sao, trong đám người bốn phía có người trầm giọng hỏi, người này toàn thân mặt hắc y, xung quanh hắn, trong vòng mười trượng không thấy một tu sĩ nào bên ngoài thân thể tỏa ra một cổ hung khí trên mặt hắn có một vết sẹo hung ác chạy suốt từ mặt xuống tới cổ thiên vận tử nhìn người này một cái nói bước thứ ba này chính là ý nghĩa của chữ đạo tu chân vô số đường chỉ là cầu chữ đạo này nếu tu thành thì nhất định đạt tới một độ cao không thể ngờ tới chẳng qua làm sao tu thành thì lão phu cũng không biết lão phu nói đến chính là thiên vận nếu thiên vận đến thì hiển nhiên mọi chuyện đều thành công nếu thiên vận chưa tới thì đành hóa thành đất vàng ngàn vạn năm tu đạo cũng trở thành số không tu đạo chia làm ba bước ta bây giờ bước một còn chưa hoàn thành con đường phía sau lại càng gian nan hơn càng khó khăn hơn tu đạo là nghịch thiên lời này không phải là giả nếu ngay cả thiên vận tử cũng không biết bước thứ ba phải đi như thế nào thì thế gian này có thực sự tồn tại bước thứ ba này hay không đây ánh mắt thiên vận tử đảo qua người vương lâm ngay lúc này vương lâm cũng ngẩng đầu lên hai ánh mắt gặp nhau dường như nhìn rõ nội tâm vương lâm thiên vận tử cười hòa ái nhìn vương lâm nói vương lâm ngươi có nghi vấn gì lời này của thiên vận tử nói ra tu sĩ bốn phía nhất thời chăm chú nhìn vào vương lâm hơn nữa cả đệ tử lục hệ còn lại cũng đều quay lại nhìn hắn phải biết rằng trong trường hợp này được sư tôn tự mình chỉ điểm là một vinh dự lớn lao thần sắc vương lâm như thường Ông quyền hướng về thiên vận tử cung kính nói, sư tôn, đệ tử đúng là có điều chưa hiểu, thiên vận tử vuốt chồng râu bạc, gật đầu cười nói, nói ta nghe nào, việc liên quan tới tu đạo vừa rồi đệ tử có chút nghi vấn. Chúng ta thường nói tu tiên, tu đạo, tu chân. Vậy sư tôn giải thích thế nào là tu đạo, là tu tiên, tu chân đây? Hai cách nói này không thể tự dưng xuất hiện được đúng không? Thiên vận tử mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng lúc này ngay cả tôn trưởng lão tới từ liên minh tu chân khóe miệng cũng lộ nụ cười nhìn vương lâm đầy thâm ý tiên đã không còn tu tiên vốn là nói tới ở thời viễn cổ khi đó tiên giới chính là thánh địa của tu sĩ vì thế mới có từ tu tiên chân nghĩa là gì chân chính là chân tướng mọi chuyện tiên giới đã không còn tu sĩ cũng giống như là cây không có gốc lúc này ngoài tu chân cũng chỉ có tu chân chính là chân chính chỉ có chữ tu mà hôm nay tiên chân đều đã trở thành quá khứ rồi chúng ta hiện tại truy tìm chính là đạo nhưng đạo này cũng không phải là thiên đạo tiếng nói của thiên vận tử thông thả nói tới đây thoáng ngừng lại một chút tu sĩ bốn phía nhất thời không kìm được bắt đầu bàn cãi người tu đạo tu lại không phải là thiên đạo lời này vừa nói ra liền khiến tranh cãi nổi lên cuồn cuộn nói vậy dường như có chút mâu thuẫn với lời nói trước đây của thiên vận tử nghi hoặc trong lòng đám tu sĩ không khỏi trào dân chẳng qua những tu sĩ có đại thần thông lúc này vẻ mặt như thường ánh mắt lộ vẻ cảm khái lời thiên vận tử nói họ hiểu được chẳng qua những việc như thế bình thường họ đều giữ kín không nói ra tôn trưởng lão đến từ liên minh tu chân lúc này nhướng mày ho khan một tiếng nhìn về thiên vận tử thiên vận tử mỉm cười từ từ nói nói tới đạo của tu đạo chính là nói tới phương thức tu luyện cho nên đạo trong bước thứ ba ta vẫn tìm kiếm đó là một cách giải thích khác với đạo của tu đạo vương lâm ngươi có nghi hoặc gì ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư một lúc sau lắc đầu nói đệ tử hoài nghi có thực là có bước thứ ba này hay không thiên vận tử than nhẹ trong mắt lộ vẻ bồi hồi hiếm thấy chậm rãi nói ba ngàn năm trước lão phu cũng giống như ngươi vẫn không tin được trên thế gian này có bước thứ ba ta vừa nói cho mãi tới khi ta gặp được hắn tôn trưởng lão hiển nhiên biết hắn là ai. Vừa nghe tới đây, sắc mặt lão liền trở nên khó coi, trong mắt cũng lộ vẻ đang nhớ lại, chẳng qua trong đó còn mang theo rất nhiều vẻ sợ hãi, lời này vừa nói ra, nhất thời tu sĩ bốn phía trở nên trầm mặt dị thường. Chỉ có trong mắt những tu sĩ có đại thần thông mới lộ ra ánh sáng kỳ dị, chương 496, gặp lại lăng thiên hầu. Thiên vận tử tiền bối, người đó là ai? Thiên vận lão hữu, có thể nói rõ ràng được không? Mới đầu chỉ vài người hỏi, càng về sau càng nhiều, toàn bộ đều hướng về thiên vận tử hỏi về hắn. Đủ rồi, thiên vận đừng nhắc tới hắn nữa. Tôn trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, thiên vận tử nhìn tôn trưởng lão, cười nói, kỳ thật ta rất may mắn, trong cuộc đời này lại có thể gặp được hắn. Kẻ này tuyệt đối đã bước vào bước thứ ba, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, những người xung quanh cũng đều nhìn chầm chầm vào thiên vận tử, cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Tôn trưởng lão trầm mặt một lát, thở dài rồi xua tay nói, thôi, tính tình của thiên vận lão nhi ngươi khi nào cũng quái đảng, nói gì thì nói luôn đi. Thiên vận tử cười nói, vô số năm qua, tu chân liên minh chỉ phải nếm đau khổ một lần duy nhất trong tay người này. Việc này cũng không có gì, chẳng qua, hắn là người duy nhất trong số những người ta từng biết trong đời mình đã đạt tới bước thứ ba. Đáng tiếc, hắn cũng như một đóa phù dung, sớm nở tối tàn, đã không có chút tung tích gì nữa lần thiên vận tử giảng đạo này vẫn tiếp tục chẳng qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đặt tâm tư vào người mà trong miệng thiên vận tử gọi là thắng nhưng thiên vận tử lại không nói thêm nữa lần giảng đạo này đã tiến hành được ba ngày ba ngày sau việc giảng đạo kết thúc vương lâm vẫn im lặng lắng nghe dần dần có chút lĩnh ngộ sau lần giảng đạo nhân đại thọ vạn năm này lão phu sẽ mang đến cho chư vị một hồi tạo hóa bây giờ ta sẽ thi triển trung phẩm tiên thuật một lần chư vị đạo hữu có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là tùy các vị thiên vận tử khẽ mỉm cười chậm rãi nói lời nói của thiên vận tử vừa xong những người xung quanh lập tức ngưng thần định khí gần như tất cả mọi người dù là một số tu sĩ có đại thần thông cũng không thua kém thiên vận tử bao nhiêu nhưng ánh mắt đều lóe lên cẩn thận quan kháng phải biết rằng tiên thuật rất ít trung phẩm tiên thuật lại càng ít hơn lễ mừng đại thọ của thiên vận tử sở dĩ có nhiều người đến như vậy, ngoại trừ do danh khí và giao lưu rộng khắp của thiên vân tử và buổi giảng đạo ra thì chính là do sau khi giảng đạo, thiên vận tử sẽ thi triển tiên thuật mới khiến cho tất cả mọi tu sĩ đều phải động tâm, vương lâm thở sâu, nhìn thiên vận tử không chuyển mắt. Cuộc đời hắn chưa từng thấy qua tiên thuật. Thứ cao nhất mà hắn chứng kiến chính là cấm pháp, bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật mà thôi. Quy lực của cấm pháp đã cường đại như thế, Vương Lâm cũng không tưởng tượng ra được, rốt cục tiên thuật cường đại đến độ nào nữa. Ngay tại khi toàn bộ mọi người đều chăm chú nhìn thiên vận tử, chờ đợi hắn thi triển trung phẩm tiên thuật thì bỗng nhiên từ chân trời phía xa truyền đến từng trận xét đánh. Chỉ thấy đạo đạo kiếm quang, như vô số sao băng điên cuồng bắn đến. Những tu sĩ có đại thần thông ở nơi này đã sớm phát hiện ra hiện tượng này, lúc này ánh mắt bình thản nhìn lại, kiếm quang từ phía chân trời số lượng nhiều không thể tưởng được, vô cùng vô tận, lấy già thiên cái nhật để hình dung có lẽ cũng không quá đáng. Đạo đạo kiếm quan đồng thời truyền ra âm thanh gào rít, tiếng ầm ầm không ngừng vang xa. Cảnh tượng này trong đời Vương Lâm cũng chỉ mới gặp qua một lần. Đó là lúc ở trên tiên giới, sau khi nữ tử áo trắng trong bảo tháp tỉnh dậy, triệu tập kiếm hồn của Vũ Chi kiếm tiên. Toàn bộ tiên giới như bị kiếm bao phủ, thần sắc của thiên vận tử như thường, hướng về phía xa xa. Lúc này, vô số phi kiếm điên cùng bay đến, từng trận kiếm khí lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía này, những tu sĩ không đủ tu vi không dám cản trở phía trước, nhanh chóng tản ra tạo thành một cái thông đạo rất rộng, "Thiên vận lão nhi, ngày đại thọ của ngươi, lão phu sao có thể không đến?" Một thanh âm cương liệt bỗng nhiên quanh quẩn giữa trời đất. Cùng lúc đó, chỉ thấy những phi kiếm từ xa bay đến nhanh chóng di động, cùng lúc tách ra, một lão già mặc áo xanh xuất hiện, lão già này râu trắng tự động bay bay, Cả người dù rất gầy nhưng lại mang đến cho người ta một cổ khí tức như thiên uy. Nhất là sau lưng lão có đến bốn bóng kiếm hư ảo, mỗi lần lóe lên, từ trong hư vô sẽ vang lên một tiếng sấm đánh, dưới chân lão là một thanh xà hình bảo kiếm, một tràn ngập một cổ khí thế hung ác. Trên thanh bảo kiếm này lộ đầy vẻ máu tanh, không biết đã bị kiếm công lăng thiên hầu sử dụng phương pháp nào đó tế luyện, không ngờ khiến người ngoài khi nhìn vào tâm thần đại chấn, một xà hình bảo kiếm thanh bảo kiếm hình con rắn, không ít những tu sĩ xung quanh sắc mặt lập tức tái nhợt, lui lại phía sau. Vương Lâm nhìn chầm chầm thanh xà hình bảo kiếm kia, đó chính là vũ chi đệ nhị kiếm do Lăng Thiên Hầu cướp đi ở tiên giới năm đó. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, từ đám tu sĩ xung quanh, có người kinh hô. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, tông chủ của Đại La Kiếm Tông, môn phái trên thiên vận tinh mà bất kể là tu vị của cá nhân hay thực lực của môn phái đều gần tương đương với thiên vận tông, xuất hiện. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, hai tay đang vào nhau, lộ ra sắc thái âm trầm. Phía sau hắn có vô số phi kiếm, rậm rạp trải rộng ra cả bầu trời, phát ra tiếng kiếm minh ông ông, các đệ tử, đi ra bái kiếm thiên vận tử tiễn bối, kiếm tôn lăng thiên hầu quát lớn, lời của hắn vừa ra, lập tức đám phi kiếm phía sau phát ra tiếng kiếm minh càng lớn hơn. Cuối cùng những tiếng bang 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 liên tiếp vang lên. Chỉ thấy từng thanh phi kiếm một lập tức hóa thành sương mù, lúc này, phía sau lăng thiên hầu, sương mù đầy trời gần như che kín cả một nửa bầu trời khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc cùng lúc đó từ bên trong sương mù một loạt ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện cuối cùng sương mù tiêu tán phía sau kiếm công lăng thiên hầu bỗng nhiên xuất hiện vô số đệ tử chân đạp trên phi kiếm những đệ tử này đều mặc những bộ đồ màu đen phía sau lưng đều đeo những thanh kiếm với vỏ kiếm có phong cách cổ xưa cả đám ánh mắt như điện nhìn hướng thiên vận tử rậm rạp ánh mắt vương lâm nhìn ra phía sau kiếm tôn lăng thiên hầu sợ rằng có không ít hơn vạn đệ tử ha ha không ít lão bằng hữu đều ở đây a à, tôn trưởng lão không ngờ cũng đã tới ánh mắt của kiếm tôn lăng thiên hầu đảo qua cuối cùng dừng lại trên người tôn trưởng lão tôn trưởng lão khẽ mỉm cười nói đại thọ của thiên vận lão hữu tại hạ sao có thể không đến lăng thiên hầu cười vang lên nhìn về phía thiên vận tử nói thiên vận lão nhi sao thế không chào đón lão phu sao thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường cười nói thôi hôm nay ngươi đến thật là đúng lúc ta dùng ngươi làm đối tượng để thi triển tiên thuật để cho chư vị đạo hữu quan khang một chút được chứ ánh mắt của lăng thiên hầu trở nên lạnh lẽo cười nói đang có ý này thiên vận tử khẽ mỉm cười tay phải đưa lên bóp quyết trong miệng từ từ nói chư vị đạo hữu tiên thuật mà hôm nay lão phu thi triển chính là trung phẩm tiên thuật tiên thuật này tên là dẫn tiên thuật Lão Phu vô ý đạt được từ một tinh cầu bị bỏ hoang. Dưới sự nghiên cứu của Lão Phu phát hiện ra năm đó người của tiên giới đã sử dụng để đưa tu sĩ của chúng ta lên tiên giới. Một khi thi triển sẽ có đại thần thông xuất hiện, mong chư vị đạo hữu chú ý. Kiếm tôn lăng thiên hầu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra hàng mang, nhìn chầm chầm thiên vận tử. Thiên vận tử mỉm cười, tay bấm quyết, lập tức một đạo ánh sang màu đỏ từ trong tay ngưng hình. Theo thiên vận tử nâng tay trái lên, kết ấn quyết, ánh sáng màu đỏ này sáng bừng lên, thần thái của thiên vận tử vẫn như thường, hai tay điểm nhẹ vào hư không, lập tức xích mang trong tay phóng ra, bay thẳng lên bầu trời, trung phẩm dẫn tiên thuật, thanh âm của thiên vận tử như từ trong hư không phát ra. Từ giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ, bên trong mảnh màu đỏ này, tầng mây quay cuồng. Như có một con rồng đang phẫn nộ gào rít, tiếng sấm bỗng nổi lên. Đúng lúc đó, từng trận sét đánh xuyên thấu tầng mây như hàng vạn con rắn bạc điên cùng khuếch tán ra bốn phía lúc này giữa không trung giống như là sóng giữ trên mặt biển một cổ thiên uy vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống dưới thiên uy này một bộ phận lớn trong số những tu sĩ xung quanh lập tức sắc mặt tái nhợt từ giữa không trung hạ xuống khoanh chân mà ngồi vương lâm nhìn lên không trung tiên lực trong cơ thể dần dần hỗn loạn dường như trên không trung có một cổ lực lượng thần kỳ nào đó dẫn dắt khiến cho thân thể hắn không tự chủ được phải rung lên chỉ duy nhất bên trong cánh tay trái cổ tam chuyển kim tiên lực lặng lẽ vận chuyển đáy lòng vương lâm khẽ động lập tức đem tam chuyển kim tiên lực từ trong cánh tay trái thả ra lưu chuyển toàn thân hắn tận lực khống chế cổ kim tiên lực này để không cùng tiếp xúc với cổ tiên lực vốn có trong cơ thể mà lẫn nhau thay đổi đợi cho kim tiên lực lưu chuyển được một vòng thân thể đang run rẩy của vương lâm mới dần dịu lại cuối cùng tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng đã đứng thẳng lại, chương 497, dẫn tiên thuật, còn Bạch Vi kiên trì thêm được một chút rồi than thầm một tiếng, thân mình rơi xuống, ngồi lại trên mặt đất. Toàn bộ Tử hệ, ngoại trừ Vương Lâm chỉ còn có vị tứ sư tỷ là Thần Thái vẫn như thường, bình tĩnh nhìn không trung, ngoại trừ hai người hắn, những đệ tử tầm thường của Tử hệ đã sớm không chịu đựng được, từ giữa không trung hạ xuống, không chỉ có mỗi Tử hệ, ngay cả sáu hệ khác tuyệt đại bộ phận những đệ tử bình thường cũng đều đã hạ xuống chỉ có những người có tu vi cao thâm mới miễn cưỡng đứng thẳng được tuy nhiên trong số đệ tử của thiên vận tử trong sáu hệ khác không ngờ không có một người nào từ giữa không trung hạ xuống đều đứng tại chỗ mặc dù sắc mặt cũng hơi chút tái nhợt như vương lâm nhưng vẫn đang kiên trì sắc mặt của vương lâm sau khi kim tiên lực vận chuyển được ba vòng thì đã khôi phục lại như thường tứ sư tỷ liếc mắt nhìn vương lâm một cái đầy thâm ý không nói gì cả, ánh mắt của thiên vận tử lộ ra quan manh bình thản, tay phải điểm cách không hướng về lăng thiên hầu. Nhưng lập tức, tay phải lão chỉ chết sang một chút, khi hạ xuống đã điểm về phía sau lăng thiên hầu, lên đám đệ tử đang đạp trên phi kiếm, sắc mặt của kiếm tôn lăng thiên hầu trầm xuống, thân mình hắn khẽ động, muốn lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, thiên vận tử mỉm cười, trong miệng thốt lên, dẫn độ, lời này vừa ra, từ tầng mây trong không trung lập tức truyền ra từng tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ không trung như bị một đôi tay vô hình xé mở ra, lộ ra một mảng trống rỗng thật lớn. Trận trận ánh sáng bảy màu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao lấy toàn bộ đệ tử phía sau lăng thiên hầu, vẻ mặt băng lãnh, của đám đệ tử đại la kiếm tông biến mất, thay vào đó là từng trận mê mang. Thân thể bọn họ không chịu không chế, không ngừng chậm rãi bay hướng về bầu trời phía trên, nơi phát ra ánh sáng bảy màu. Lăng Thiên Hầu hét lớn một tiếng, thân mình khẽ động, thanh xà hình phi kiếm dưới chân như tia chớp bay thẳng lên trời, khóe miệng Thiên Vận Tử mỉm cười, tay phải chụp một cái vào hư không, tốc độ của xà hình phi kiếm lập tức chậm lại, truyền ra tiếng kiếm minh kịch liệt dãy dụa và hoảng sợ, phía trên mi tâm của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu lập tức xuất hiện một đạo quang mang màu hồng. Quang mang này lóe lên, bỗng nhiên từ mi tâm bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhoáng lên một cái hóa thành một con kỳ lân thú thật lớn. Con thú này cực kỳ thần võ, bốn chân đạp trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhìn chầm chầm vào thiên vận tử. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới, tại nháy mắt khi kỳ lân thú xuất hiện, từ tôn hồn phiên trong nguyên thần của Vương Lâm cũng truyền ra một tiếng gầm rít tương tự. Tiếng gầm rít bên trong tôn hồn phiên thấu ra khỏi hồn phiên, quanh quẩn bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Tuy âm thanh này vẫn chưa truyền ra ngoài thân thể nhưng con kỳ lân thú đang đánh về phía thiên vận tử lại như nghe được thân mình nó bỗng nhiên rung lên, không ngờ lập tức dừng lại, cái đầu cực lớn của nó quay ngoắt lại, đôi mắt hung hãn lộ ra quan mang khó có thể tưởng tượng được, không ngừng quét mắt về đám người xung quanh, chẳng qua, nháy mắt khi tiếng cầm rít trong tôn hồn phiên vang lên, Vương Lâm đã liền vận chuyển tôn hồn phiên, đem tất cả tàn hồn che giấu thật kỹ. Lúc này, dưới sự tìm kiếm của kỳ lân thú quả thực không thể cảm giác được thêm chút nào nữa, kiếm tôn lăng thiên hầu nhướng mày, lúc này, kỳ lân thú đột nhiên dừng lại, xà hình kiếm tiên đã bị thiên vận tử hư không bắt lấy, khiến cho trung phẩm tiên thuật giữa không trung đã phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ thấy từng trận ánh sáng bảy màu từ mảnh trống rỗng giữa bầu trời điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, những âm thanh như những khúc nhạc của trời chậm rãi quanh quẩn khi những tầng mây ma sát nhau giữa không trung, một đám hư ảnh kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện quẩn giữa không trung. Trong đó có đạo hư ảnh đứng chính giữa, mặt trường bào màu vàng, tản mát ra một cổ tiên khí ngập trời. Dù chỉ là hư ảnh nhưng cũng có một cổ thiên uy từ trên người khuếch tán ra, hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn vọng xuống dưới, dừng trên người những đệ tử của Đại La kiếm tông, vẫn chưa mở miệng nói gì. Nhưng rồi một âm thanh đầy uy nghiêm từ từ quanh quẩn khắp đất trời, ta chính là hư ảo thân vĩnh hằng, sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, tới để mở ra cho những tu sĩ của hạ giới, thanh âm này như được nói đi nói lại vô số lần sau khi hư ảnh kia nói xong bàn tay khổng lồ ấn xuống phía dưới một chưởng lập tức hư không nơi có hơn vạn đệ tử của đại la kiếm tông lập tức nhoáng lên một cái một đạo kim sắc hào quang lập tức phong kín toàn bộ nơi đó cảnh tượng này khiến cho tất cả những tu sĩ đến mừng thọ đầy kinh hãi trong đó những tu sĩ có chút đại thần thông trong mắt lại ánh lên vẻ khiếp sợ tiên giới nếu đã bị hủy diệt thì vì sao dưới dẫn tiên thuật này còn có thể tiếp dẫn tiên quân giáng lâm những người này nếu thật sự bị tiếp dẫn mà đi thì sẽ đi đâu chẳng lẽ là đi tiên giới bị phá toái kia hay là đến một nơi mà chưa có tu sĩ đi vào vô số nghi vấn nổi lên trong lòng phần lớn những tu sĩ này cùng với đó trong lòng những tu sĩ này thì thiên vận tử lập tức trở thành vô cùng thần bí tiếp dẫn thuật này là trung phẩm tiên thuật sao thiên vận tử lại có thể tìm được trong một tu chân tinh hoang phế việc này nhất định có vấn đề ngay tại khi trong lòng đám tu sĩ này đều đang đoán già đoán non, ánh mắt của kiếm công lăng thiên hầu lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, thiên vận lão nhi, lão phu mang đệ tử tới chúc thọ nhà ngươi, không ngờ ngươi lại không để ý thân phận, trực tiếp hướng đệ tử của ta ra tay. Ngươi có ý gì, tay phải hắn phất lên, xa hình kiếm tiên lập tức nhoáng lên một cái, từ giữa không trung bay trở lại bên người hắn. Hắn đơn giản cũng không muốn ngăn cản, mà muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay thiên vận tử muốn làm gì thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường cười nói khiến cho đệ tử của ngươi cảm thụ một chút tiên giới năm đó chẳng phải là một chuyện tốt sao khi hai người bọn hắn đang nói chuyện những đệ tử của đại la kiếm tông đều không thể tự khống chế lần lượt bay lên biến mất trong không gian trống rỗng giữa không trung kia từ trước tới sau sắc mặt của kiếm tôn lăng thiên hầu luôn âm trầm cũng không có động tác gì chỉ lạnh lùng nhìn thiên vận tử đợi cho một đệ tử cuối cùng của Đại La Kiếm Tông biến mất trong hư không trống rỗng dưa bầu trời. Sự kỳ dị giữa không trung mới chậm rãi tiêu tan, khôi phục lại bình thường, thiên vận tử ngẩng đầu nhìn không trung, ôn hòa nói. Trung phẩm tiên thuật của Lão Phu tuy nói không có lực công kích nhưng sau khi tiên giới không còn mà vẫn có thể đem người đưa đi, còn đi đến nơi nào thì Lão Phu cũng không biết. Ngươi, kiếm tôn lăng thiên hầu nhìn chầm chầm vào thiên vận tử, sắc mặt càng trở nên âm trầm, thiên vận tử nhìn lăng thiên hầu nói, Kiếm tôn đừng vội. Ba ngày sau những đệ tử của Đại La Kiếm Tông ngươi sẽ quay trở về. Đến lúc đó, lão phu cũng muốn mượn mấy người để hỏi xem rốt cuộc bọn hắn đến nơi nào, nhìn thấy cái gì. Kiếm tôn Lăng Thiên hầu âm trầm một lát, không nói câu nào. Trong lòng hắn biết rõ rằng với thân phận của Thiên Vận Tử quyết không thể làm trò trước mặt nhiều đạo hữu như thế, dùng thủ đoạn này để đối phó với đệ tử của mình. Nếu thật thế thì mặt mũi của Thiên Vận Tử sẽ mất hết lúc này nếu hắn đã nói ba ngày thì nhất định sẽ là ba ngày động thái hôm nay của thiên vận tử chẳng qua chính là làm nhục mình mà thôi lúc này đây trong số những tu sĩ xung quanh có những người thông minh nhìn về phía không trung như đang suy nghĩ điều gì vương lâm ngẩng đầu nhìn không trung trở nên trầm tư dưới con mắt của hắn trung phẩm tiên thuật này cực kỳ thần kỳ chỉ nhìn một lần căn bản không có khả năng học được nhưng cũng khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu biết sâu sắc hơn về tiên thuật tiên thuật này tạo thành từ trong hư ảo nhưng không phải do thiên vận tử sáng tạo ra mà thực tế nó tồn tại vĩnh hằng chỉ cần có khẩu quyết và phương pháp có đủ tư cách thì có thể thi triển ra ở bất kỳ chỗ nào trực tiếp mang đi người mà mình muốn tiếp dẫn lên tiên giới sau khi thi triển dẫn tiên thuật thiên vận tử vẫn chưa tuyên bố lần giảng đạo này chấm dứt mà hai mắt lóe ra quan mang kỳ dị từ từ nói lần này ngoại trừ đại thọ vạn năm tuổi của lão phu ra còn có một việc khác nữa muốn được chư vị đạo hữu làm chứng thiên vận tử ta có bảy hệ đệ tử trong đó chỉ có hai hệ là hoàng hệ và tử hệ là không có người nào nắm giữ phong hiệu thiên vận thất tử hôm nay là ngày trong số các đệ tử của hai hệ này xuất hiện người mang phong hiệu thiên vận thất tử lời này vừa nói ra ánh mắt của những tu sĩ xung quanh lập tức nhìn về phía những đệ tử của hoàng hệ và tử hệ Chẳng qua tuyệt đại bộ phận mọi người đều nhìn về phía Hoàng hệ, còn Tử hệ thì không có mấy người chú ý, dù sao gần như mọi người đều biết Tử hệ quá yếu, Hoàng hệ có 6 người. 30 năm trước, lão Tam đạt được phong hiệu Thiên vận thất tử nhưng một lần ra ngoài tinh không đã mất tích một cách thần bí, từ đó đến nay không có chút tin tức nào cả. Chương 498, Triệu Hân Mộng, lúc này đây, đám 6 người đệ tử của Hoàng hệ sắc mặt đều bình tĩnh, không nổi lên chút ba đào nào. Trong số đó, một vị nữ tử đứng hàng cuối cùng tiến lên một bước nhìn về phía Thiên vận tử, cung kính nói, "Đệ tử bỏ cuộc." Lời của nàng vừa ra lập tức trong hoàng hệ lục tục có người đi ra công khai bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người chưa hệ động thân, trong số hai người này chỉ có một người là Vương Lâm còn có chút ấn tượng, chính là người vừa được Thiên vận tử ban cho trung phẩm tiên khí, Côn Bằng tử, ngoài Côn Bằng tử thì bên cạnh hắn còn có một lão già hoặc nhìn trên mặt người này đã có nhiều nếp nhăn, dung mạo xấu xí. Dù là mặc đồ màu vàng nhưng vẫn là như một lão nhân già cả bình thường mà thôi, hắn chính là lão đại của hoàng hệ, vận đường. Hắn đã hơn 800 năm làm thiên vận thất tử nhưng cuối cùng bị lão tam đoạt mất. Nhưng người này quả thực không có tâm tư tranh đoạt, chỉ cả ngày tu luyện cũng rất nhàn nhã. Lúc này đây hắn nhìn về phía thiên vận tử, tiến lên một bước cung kính nói, sư phụ đại nhân, đệ tử cũng bỏ cuộc phong hiệu thiên vận thất tử của hoàng hệ ta chỉ có nhị sư đệ vừa đạt được tiên khí của sư phụ mới là người thích hợp nhất thiên vận tử thâm thúy nhìn vận đường một cái vận đường vội vàng cúi đầu không nói gì côn bằng tử thiên vận tử khẽ quát một tiếng có đệ tử thân mình côn bằng tử rung lên lập tức bước lên phía trước mấy bước cung kính đứng thẳng ngươi chính là người đạt phong hiệu thiên vận thất tử của hoàng hệ nếu ngươi có thể duy trì ngàn năm thì sư phụ sẽ truyền cho ngươi một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ. Thiên vận thất tử thân phận không nhỏ, chính là dấu hiệu thân phận của Thiên vận tông ta, cũng chân chính có danh hiệu đệ tử của Thiên vận tử ta. Ngươi có thể làm tốt không? Thanh âm của Thiên vận tử đầy vẻ uy nghiêm, những tu sĩ xung quanh không có vấn đề gì nhưng khóe miệng của Kiếm công Lăng Thiên hầu cũng lộ ra một tia khinh thường, như là tự nói rằng, Thiên vận thất tử. Hừ. Hừ thân mình côn bằng tử quỳ sập xuống một cái giữa hư không, hướng về thiên vận tử lễ bái, trầm giọng nói: "Đệ tử nguyện khắc ghi lời dạy của sư phụ." Thiên vận tử gật đầu, tay phải hư không điểm một cái vào mi tâm, lập tức trên mặt lão dâng lên một đoàn hoàng mang, trong ánh mắt của thiên vận tử, hoàng mang cực kỳ sáng chói. Một lúc sau, một khối tinh thể màu vàng từ mi tâm bay ra, dừng lại trong lòng bàn tay, vật này hẳn người không còn lạ gì, chính là dấu hiệu của phong hiệu thiên vận thất tử ngươi hãy bế quan cảm thụ nó. Khi ngươi xuất quan A sẽ truyền cho ngươi một kiện bảo mệnh pháp bảo, côn bằng tử thở sâu, đè nén sự kích động trong lòng. Tuy hắn đã sớm biết mình sẽ là thiên vận thất tử của hoàng hệ nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Trên thực tế, trong lòng hắn hiểu rằng, mỗi người trong hoàng hệ đều có tu vị không kém, hơn nữa lại am hiểu cách che giấu. Nếu không chân chính động thủ thì tuyệt đối không thể từ bên ngoài mà đoán ra được tu vi chân chính của họ. Cho nên, nếu mà diễn ra tranh đoạt thì côn bằng tử căn bản không có cách gì nắm chắc hoàn toàn thủ thắng. Trọng yếu nhất chính là sự tồn tại của Đại sư Huynh trong Hoàng hệ. Côn bằng tử đi theo sư phụ đã hơn 2.000 năm nhưng khi hắn bái sư Đại sư Huynh đã tồn tại. Hắn không biết được rốt cục Đại sư Huynh đã đi theo sư phụ được bao lâu. Tuy nhiên Đại sư Huynh ngày thường có thể có chút quái gở không muốn tiếp xúc với người khác nhưng cũng không tranh giành thế sự đối với tranh đoạt thiên vận thất tử phong hiệu cũng không chút muốn tham gia vương lâm ở một bên yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt hắn chủ yếu nhìn lại trên người của vận đường nhưng chân chính khiến vương lâm cảm giác có chút quỷ dị chính là sau khi tinh thể màu vàng tử mi tâm của thiên vận tử xuất ra thì hai mắt của vận đường có chút co rút lại song ánh mắt hắn ngay lập tức bình tĩnh lại như chưa hề phát sinh hết thảy điều gì cả nếu không phải vương lâm chăm chú nhìn quả thực không thể phát hiện ra được chi tiết này có lẽ do hắn nhìn quá lâu vận đường ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười bạch vi gật đầu cung kính nói đệ tử bỏ cuộc tứ sư tỷ triệu hân mộng ánh mắt nhíu lại nhìn về phía vương lâm hạ giọng nói lão thất nếu là ta cũng bỏ cuộc thì việc ngươi đạt được phong hiệu này không khỏi cũng quá đơn giản ngay hôm nay ta và ngươi chiến một trận đi trong đầu vương lâm hiện lên ánh mắt sợ hãi của vận đường trước đó đáy lòng không khỏi xuất hiện chút do dự đệ tử bỏ cuộc vương lâm thở sâu nhìn về phía thiên vận tử nói thiên vận tử đột nhiên ngẩn ra loại vẻ mặt này gần như là lần đầu tiên vương lâm thấy xuất hiện trên người lão thiên vận tử nhướng mày nhìn về phía vương lâm trầm giọng nói vì sao bỏ cuộc vẻ mặt bình tĩnh trên mặt của triệu hân mộng cũng biến mất lộ ra một tia cổ quái nàng nhìn vương lâm trầm mặt không nói trong đầu vương lâm ánh mắt sợ hãi của vận đường thủy chung vẫn không tiêu tán lúc này nghe được thiên vận tử hỏi trầm tư một chút nói tu vi của đệ tử không đủ không thể cướp đoạt được với tứ sư tỷ vương lâm thiên vận tử cắt ngang lời của vương lâm nhìn hắn một cái thật sâu trầm giọng nói vi sư hy vọng ngươi tranh đoạt một lần đệ tử của ta không có loại người yếu đuối ngươi cũng đừng để người ngoài mê hoặc làm trong lòng nổi lên tạp niệm ngươi chỉ cần nhớ rõ hết thảy tùy tâm mà làm. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi cẩn thận suy xét kỹ càng, nếu ngươi vẫn bỏ cuộc, ta cũng không khuyên bảo thêm nữa, thiên vận tử cao mày, sau khi nói xong ánh mắt dừng lại trên người lão đại của hoàng hệ. Trong ánh mắt lão lóe lên một tia âm trầm rồi biến mất, vận đường nhận thấy ánh mắt của sư phụ lập tức đáy lòng rung lên, vội vàng cúi đầu. Lời nói của thiên vận tử rơi vào trong tai những đệ tử của sáu hệ còn lại đều khiến bọn họ đổ dồn về vương lâm trong ánh mắt của bọn họ phần nhiều chính là kinh ngạc lại nhìn kỹ lần nữa bởi vì trong suy nghĩ của những người này người có thể được sư phụ khuyên giải cực kỳ hiếm ngoại trừ tử hệ tôn vân năm đó vương lâm chính là người thứ hai nửa nén hương dần trôi qua ánh mắt vương lâm chợt lóe lên nhìn về phía thiên vận tử cung kính ôm quyền nói đệ tử sẽ tranh đoạt một lần ánh mắt của thiên vận tử lộ ra vẻ vui mừng gật đầu nói tốt triệu hân mộng nhìn về phía vương lâm hạ giọng nói, lão thất, bắt đầu đi, nói xong, thân mình nàng khẽ động, cả người như phượng vũ điệp yến, lướt nhẹ về phía sau, giật ra khoảng cách hơn 10 trượng với vương lâm. Chính trong lúc này, ngọc thủ của nàng nâng lên, bấm quyết điểm một cái về phía trước, lập tức vô số tinh quang màu tím từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện, vần quanh thân thể của nàng, không rời đi, vương lâm nhìn chầm chầm những tinh điểm này. Ở trên thiên vận tinh, lúc đấu pháp dường như rất ít khi sử dụng pháp bảo, xuất thủ chủ yếu sử dụng pháp thuật thần thông tính đến hôm nay tuy hắn cũng không nhiều lần chiến đấu cùng người khác nhưng bất kể là ai thì đều lấy thần thông pháp thuật là thủ đoạn công kích chủ yếu chỉ thấy những tinh quang xoay quanh bên người triệu hân mộng dưới ngón tay nàng xẹt qua bỗng nhiên toàn bộ đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay gần như chỉ trong chớp mắt toàn bộ tay phải của nàng liền bị bao bọc bởi một cổ màu tím nồng đậm ngay có tướng mạo của nàng cũng bị màu tím làm cho thêm nổi bật tạo ra một cảm giác lạ lẫm, lão thất, đạo của sư tỷ ngươi vẫn không biết được, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Đạo của ta chính là yêu ảnh đạo, hết thảy thần thông trên thế giới này, chỉ cần tu vi không vượt cao hơn bản thân ta thì chỉ cần xem qua một lần, tuy không thể thi triển ra hoàn toàn nhưng không nhiều thì ít ta có thể bắt chước được một phần, pháp thuật này chính là ta bắt chước hóa ma chỉ của ngươi mà sáng chế ra, ta gọi nó là tử ma thủ, nói xong tay phải của triệu hân mộng vỗ nhẹ một cái vào hư không phía trước. Lập tức tử quan vơn quanh tay nàng lóe lên lao ra. Khi rời tay thì thì nó mang theo một trận gào rít, nhanh chóng lao ra về phía vương lâm, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, thân mình bỗng nhiên lui về phía sau, cùng lúc đó, ngón trỏ tay phải nâng lên, tiên lực trong cơ thể vận chuyển. Bỗng nhiên một đống lửa màu tím xuất hiện phía trên đầu ngón tay, nháy mắt khi đống lửa xuất hiện, một cổ ma khí ngập trời lập tức gào rít xông ra, bao phủ bốn phía người này có phù hợp với số phận của ta hay không năm đó hắn từng lưu lại cho ta một câu đạo của ta chính là thiên vận đạo chỉ có thể tìm được người phù hợp với số phận của ta thì ta mới có thể tiến tiếp bước thứ ba thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường chăm chú nhìn vào ngón trở trên tay phải của vương lâm nếu chính là người này thì thiên vận tử ta không tiếc trả giá hết thảy cũng muốn thử một lần sau khi gặp hắn ba vạn năm qua ta đã thất bại vô số lần. Nguyên bản đệ tử rất đông nhưng đến lúc này đây cũng là tổn thất hơn phân nữa. Ta làm thế là đúng hay sai, thiên vận tử nhìn vương lâm, ánh mắt lộ ra một tia chán nản, chương 499, tử hệ lão lục, hóa ma chỉ, ánh mắt vương lâm ngưng trọng, ngâm khẽ, đống lửa màu tím trên đầu ngón tay trỏ bỗng nhiên lóe lên lao về phía trước, va chạm với tử ma thủ của triệu hân mộng, tử quan hoàn toàn dung nhập vào trong tinh điểm màu tím, dưới một tiếng ầm vang đã lập tức điên cuồng tràn ra. Một trận biến hóa kỳ dị không ngừng diễn ra bên trong, biến hóa này diễn ra không đến mấy tức thời gian liền sụp đổ. Chỉ thấy một đạo quần sáng màu tím từ bên trong phát ra, hóa thành một cổ ma khí, ầm ầm tản ra xung quanh, ma lực ẩn chứa bên trong quần sáng phát ra so với ma lực bên trong hóa ma chỉ của Vương Lâm phải cao hơn mấy lần. Hiển nhiên sau khi trải qua biến hóa kỳ dị kia đã nghịch chuyển mà sản sinh ra thân mình triệu hân mộng lập tức lui ra phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật, trong tay nàng xuất hiện một hạt châu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, trong miệng thốt nhẹ, thu, lời này vừa ra, ma lực đang khuếch tán ra bốn phía đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng về hạt châu trong tay của triệu hân mộng. Nháy mắt đã bị hạt châu hấp thu hoàn toàn, hạt châu nguyên bản trắng tinh không chút bụi đã trở nên một màu tối đen, giống như ẩn chứa quan hồn bên trong, không ngừng tản mát ra từng trận âm hàng khí. Lão thất, sư tỷ không cùng ngươi tranh đoạt phong hiệu thiên vận thất tử nhưng ma lực sau khi dị hóa này cũng phải thuộc về ra. Triệu hân mộng cầm hạt châu, khẽ cười nói. Vương Lâm nhìn vào hạt châu kia, trầm giọng nói. Ngươi bắt chước tử ma thủ chính là nhằm khiến ta sử dụng hóa ma chỉ, sau đó hấp thu ma lực bên trong phải không? Sư tỷ, nếu ngươi trực tiếp nói ra thì sư đệ cũng không phản cảm nhưng đã thế này thì ngươi nếu muốn cũng không có khả năng đạt được ma lực kia. Nháy mắt khi Vương Lâm nói ra, ma khí đen đặt trong hạt châu trên tay Triệu Hân Mộng lập tức tiêu tan, như chưa từng bao giờ xuất hiện quá. Hạt châu đang tối đen nhanh chóng trở nên trắng bạch trở lại. Ma lực này cũng không phải chân chính là tu ma lực mà là một tia hư ảo do Vương Lâm lấy tiên lực chuyển hóa mà thành. Do đó hắn tùy tâm sở dục, tâm niệm khẽ động liền có thể khiến nó sụp đổ. Loại tiên lực nghịch hóa này không thể cho người khác nếu không dưới sự nghiên cứu của đối phương tự nhiên có thể tìm ra phương pháp chân chính tu luyện hóa ma chỉ vương lâm từng đáp ứng tư đồ nam ba thức sát chiêu này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài sắc mặt của triệu hân mộng trầm sống đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn hạt châu trong tay hạt châu này lập tức vỡ vụn nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương lâm hạ giọng nói lão thất ta chỉ muốn một tia ma lực của ngươi ngươi nếu cho ta thì ta sẽ lập tức bỏ cuộc trời đi nếu không Vương Lâm nhìn Triệu Hân Mộng. Hắn và nàng cũng có chút liên quan nhưng tổng thể mà nói thì cũng không ai nợ nần gì ai cả. Lúc này đây nghe vậy, Vương Lâm bình thản nói, "Tứ sư tỷ, việc này tại hạ không giúp được." Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm, một lúc nay nâng tay phải lên, trong miệng thốt nhẹ, "Cửu chuyển luyện tiên quyết." Lời này vừa nói ra một cổ kim quang mênh mông từ trong cơ thể của Triệu Hân Mộng điên cuồng lao ra. Cùng với đó sắc mặt của nàng cũng bị kim quang bao phủ cảm giác đầy vẻ quỷ dị tay phải của nàng lúc này cũng giống như tạo thành từ kim chúc phát ra từng trận kim mang một cổ tiên lực có kim thuộc tính từ trong tay phải chậm rãi ngưng tụ hình thành một đạo kim sắt lốc xoáy chậm rãi chuyển động phía trên tay phải một vòng hai vòng ba vòng bốn vòng năm vòng tổng cộng quay tròn năm vòng kim sắt lốc xoáy mới dừng lại một chút xoay tròn ngược hướng ánh mắt vương lâm chợt lóe lên hắn đưa tay trái lên tam chuyển kim tiên lực bị giữ trong tay này đột nhiên phát ra ngưng tụ trong lòng bàn tay, chỉ thấy một lốc xoáy dòng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên tay trái vương lâm, chậm rãi xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, trong mắt triệu hân mộng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giao cho vương lâm cử chuyển luyện tiên quyết cũng chỉ có mấy ngày, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đối phương đã tuy luyện ra tam chuyển lực. Điểm này vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng, lão thất, Tam chuyển lực đối với ta cũng vô dụng, Triệu Hân mộng thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, bình thản nói, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Tiên lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, một đạo trong đó theo tay trái dung nhập vào tam chuyển kim tiên lực. Bỗng nhiên, tam chuyển lực lại chuyển động mạnh, không ngờ lại xoay tròn thêm một vòng, hiện tại là tứ chuyển, Vương Lâm nói xong, một đạo tiên lực trong cơ thể lại bay ra, tiến vào trong tay trái, tứ chuyển kim tiên lực lại chuyển, hiện tại là ngũ chuyển thần sắc của vương lâm vẫn như thường nhưng trong cơ thể cũng phải chịu đau đớn cực lớn kim tiên lực trên tay trái có chút không thể khống chế được nhưng vẻ tiêu sái của vương lâm khiến triệu hân mộng cũng không thể biết được dù sao hết thảy những việc đã trải qua ở chu tức tinh loại đệ tử danh môn chính phái như triệu hân mộng từ trước tới nay không có khả năng nếm trải lúc này đây dưới con mắt của triệu hân mộng thần sắc của vương lâm vẫn như thường sắc mặt thông dong căn bản nhìn không ra chút manh mối nào Vương Lâm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Hân Mộng, nói, ngươi có muốn nhìn một chút lục chuyển kim tiên lực của ta không? Sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm xuống, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói, mặc dù ngươi thực sự có lục chuyển lực cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Lâm cười lớn, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức chiến phủ của cự ma tộc hóa thành một đạo hắc mang lao ra, trực tiếp phiêu phù giữa hư không. Cùng lúc đó, khu thú quyển nơi cổ tay Vương Lâm bay ra, phịch một tiếng hóa thành xạ thần xa có thêm hai thứ này nữa đánh với ngươi thì như thế nào triệu hân mộng nhìn vương lâm trầm mặc một lúc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười hạ giọng nói ta đã xem thường ngươi lão thất sư tỷ bỏ cuộc nói xong thân mình triệu hân mộng lui lại phiêu phù phía trước chỗ tử hệ nhưng đúng lúc này bỗng nhiên từ phía chân trời một đạo vòng cung màu tím điên cùng gào rít xông tới những đệ tử của sáu hệ kia đều đưa mắt nhìn về chỗ tử khí bay đến trong đó không ít người liếc mắt một cái biểu tình liền trở nên cổ quái, thần thái của thiên vận tử vẫn như thường, không thèm liếc nhìn tử khí này một cái, chắp tay sau đít, sắc mặt rất bình thản. tử khí gào rít xông tới, bỗng nhiên dừng lại ở trăm trượng bên ngoài. Tử khí tán ra, thân mình một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này thái dương trắng bệt, khuôn mặt gầy yếu. Cả người thoạt nhìn như một thanh lợi kiếm, tản mát ra từng trận hàng mang loại khí tức này thật ra có chút tương tự như những đệ tử của kiếm tôn lăng thiên hầu. Hắn mặc tử y, quần áo giống như đúc với của đám người vương lâm và bạch vi. Hắn đứng đó, hướng về thiên vận tử ôm quyền trầm giọng nói, đệ tử trần đào bái kiến sư phụ, là hắn, bạch vi ánh mắt ngưng trọng. Tứ sư tỷ triệu hân mộng cũng chăm chú nhìn về phía người này, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tử hệ lão lục, người đạt phong hiệu thiên vận thất tử trước thời tôn vân nghe nói người này đi theo sư phụ đã rất lâu năm đó sau khi thua tôn vân cùng của tử hệ thì rời khỏi thiên vận tông ra tinh ngoại rèn luyện từng trận nghị luận nho nhỏ từ trong hàng đệ tử của lục hệ truyền đến ánh mắt thiên vận tử nhìn lại trên người trần đào trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng nói ngươi có thể sớm trở về là tốt rồi vẻ mặt trần hào đầy phong trần nói nguyên bản đệ tử sẽ không về trễ nhưng khi đi ngang qua hắc mặt tinh thì nơi đó xuất hiện một loại bảo vật Đệ tử rất vui mừng, muốn tới tay để dâng lên cho sư phụ nên mới có chút trì hoãn. Thiên vận tử cười lớn nói, bảo vật như thế nào mà có thể hợp ý ngươi. Thần sắc của Trần Đào như thường, vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thứ, đó chính là một đóa hoa có sáu cánh. Nhan sắc của đóa hoa này là màu trắng nhưng sáu cánh hoa cũng có sáu màu đỏ, da cam, hồng, lục, xanh lam, tím. Dưới sự phụ trợ của sáu màu này, đóa hoa màu trắng không những không có cảm giác lộn xộn, ngược lại có một cổ xuất trần, như thăng hoa từ sáu màu ánh sáng vậy, rất xinh đẹp, chính là đóa kỳ hoa này. Kiến thức của đệ tử hạn hẹp, không biết loài hoa này rốt cuộc là gì nhưng tại hắc mặt tinh, nó bị ba con thượng phẩm hoang thú chém giết tranh đoạt với nhau. Đệ tử cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể cướp đoạt được nó, Trần Đào đưa đóa hoa về phía trước, cung kính nói, đóa hoa này từ từ bay về phía thiên vận tử, dừng lại trước người lão. Thiên vận tử nhìn đóa hoa này, trầm ngâm một chút rồi nói, đóa hoa này chính là thất thải lưu ly quang. Mười năm mọc rễ, trăm năm ra lá, ngàn năm khởi quan, vạn năm nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ có một loại nhan sắc, liên tục nở hoa đến sáu lần, lần thứ bảy mới có thể tản mát ra ánh sáng bảy màu, vật này chính là thứ mà yêu thú cực kỳ yêu thích. Nếu là nuốt vào bảy màu này, đối với yêu thú cực kỳ có lợi nó được coi là một trong thiên địa kỳ bảo. Trong tu chân liên minh, nó được xếp thứ 93 trong số các thiên tài địa bảo. Lão Phu nói có đúng không, tôn trưởng lão, thiên vận tử nói xong, nhìn về phía tôn trưởng lão, o không o, tôn trưởng lão khẽ mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy. Đây chính là thất thải lưu ly quan. Chỉ có điều hỏa hậu hơi kém một chút, chưa xuất ra cánh hoa thứ bảy. Tuy nhiên với thần thông của thiên vận đạo hữu, thì không mất quá nhiều thời gian, có thể khiến bảy cánh hoa cũng xòe ra, Thiên Vận Tử nâng tay lên, nắm lấy đóa hoa trước người, cười nói, "Được, vật này vi sư sẽ nhận lấy." Ánh mắt Trần Đào chợt lóe lên, nhìn về phía ba người Vương Lâm của Tử Hệ, bình thản nói, "Người của Tử Hệ ta quả là ngày càng ít." Bạch Vi, Triệu Hân Mộng, đã lâu không gặp, sắc mặt của Bạch Vi có chút không quá tự nhiên, không nói gì cả, còn về phía Triệu Hân Mộng, đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, Ta biết là đại thọ vạn năm tuổi của sư phụ ngươi nhất định sẽ trở về." Trần Đào nhìn Triệu Hân Mộng một lúc, dời ánh mắt sang Vương Lâm. Chẳng qua chỉ dừng lại trên người Vương Lâm một cái liền không chú ý thêm nữa. "Tôn Vân đâu?" Triệu Hân Mộng than thầm, nhẹ giọng truyền âm mấy câu. Trần Đào biến sắc, quay ngoắt về phía Triệu Hân Mộng, sau đó đảo qua nhìn về phía Vương Lâm, chậm rãi nói, "Ngươi chính là lão thất sao?" "Hãy xưng tên đi." Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại người này tu vi của trần đào cũng không chút che giấu từ khi ngươi này tiến đến vương lâm có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối đã vượt qua anh biến kỳ hẳn là đã đạt tới vấn đỉnh còn là cảnh giới nào của vấn đỉnh thì vương lâm nhìn không thấu ngươi không xứng là thất sư đệ của ta thất sư đệ của ta chỉ có tôn vân ánh mắt trần đào bình tĩnh rời mắt khỏi vương lâm thủy chung thiên vận tử vẫn quan sát đệ tử của mình mỉm cười không nói sư phụ lần này đệ tử trở về là muốn một lần nữa đạt được phong hiệu thiên vận thất tử mong sư phụ đáp ứng trần đào nhìn về phía thiên vận tử cung kính nhưng cũng rất kiên quyết nói thiên vận tử khẽ miễn cười nói thiên vận thất tử trong tử hệ trước mắt chỉ còn lại ngươi và thất sư đệ của ngươi là có tư cách nhưng chỉ một người đạt được mà thôi khóe miệng trần đào lộ ra một tia hàng ý gật đầu không chút do dự thân mình hắn tiến về phía trước một bước liền tới trước người Vương Lâm, tay phải hắn so với ti chớp còn nhanh hơn mấy lần, nhán cái đã đánh ra một đạo ấn quyết, với khí thế như xét đánh, bỗng nhiên rơi vào trước người Vương Lâm một trượng, chỉ nghe một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thân mình Vương Lâm lập tức bạo lui, chiến phủ của cự ma tộc xuất hiện trước người ngăn trở lực công kích của ấn quyết, cùng lúc đó, kim tiên lực trên tay phải của Vương Lâm hơi phóng ra phía trước mới có thể khiến cho thân mình Vương Lâm chỉ thối lui hơn 10 trượng phía sau khi thân mình dừng lại sắc mặt của vương lâm trở nên âm trầm chăm chú nhìn về phía trần đào hắn vừa rồi hết sức chăm chú một cái ấn quyết của đối phương cũng không phải công kích vào người hắn mà chỉ có tác dụng chấn nhiếp dù nó chỉ dừng lại ở giữa hư không nhưng uy lực của dư ba vẫn khiến cho thân mình vương lâm bị đẩy lui loại lực lượng này hiển nhiên vương lâm không thể địch lại vương lâm cũng không biết lúc này đây đáy lòng trần đào cũng hết sức kinh ngạc một thức thần thông vừa rồi của hắn uy lực rất lớn, tuy nói chỉ rơi xuống hư không nhưng uy lực của dư ba ít nhất có thể khiến tiểu tử anh biến trung kỳ này bị đẩy lui hơn trăm trượng bên ngoài, do đó có tác dụng chấn nhiếp, không cần động thủ cũng trực tiếp đạt được phong hiệu thiên vận thất tử, nhưng hiện tại lại chỉ có thể khiến đối phương lùi ra hơn 10 trượng mà thôi. Khoảng cách này tất nhiên không có tác dụng đe dọa như trước mà ngược lại, chính mình đẩy hắn ra dường như làm hắn muốn đánh một trận với mình vậy, ngươi, bỏ cuộc đi. Trần Đào nhướng mày, lãnh đạm nhìn về phía Vương Lâm, với một giọng điệu hết sức chắc chắn, chậm rãi nói, Vương Lâm nhìn Trần Đào, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Sự hống hách của người này là cực kỳ rõ ràng. Hắn không thốt ra lời nào, ngũ chuyển kim tiên lực trên tay trái bỗng nhiên nâng lên, tống về phía trước, ngũ chuyển kim tiên lực lập tức xoay ngược lại, mang theo một tiếng động kỳ dị, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Trần Đào, Trần Đào liếc mắt nhìn con lốc ngũ chuyển kim tiên lực hạ giọng nói, pháp thuật này không phải dùng như thế, nói xong, tay phải hắn đẩy về phía trước một cái, con lốc kim tiên lực gào rít mà đến bỗng nhiên dừng hẳn lại trước ngón trỏ tay phải của Trần Đào, truyền ra từng trận vù vù, ngón trỏ tay phải của Trần Đào bắn về phía cơn lốc này. Con lốc kim tiên lực này không ngờ dừng một chút rồi nó lại chậm rãi tăng thêm một vòng, quy lực của nó đã lớn hơn nữa. Lúc này đây, nó đã đạt đến 6 vòng, ngón tay của Trần Đào vẫn chưa dừng lại, liên tiếp bắn ra ba lần. Bỗng nhiên, một cổ khí tức như có thể hủy thiên diệt địa từ con lốc này điên cuồng truyền ra. Lúc này đây, con lốc này đã đạt tới chính vòng, Trần Đào ngẩng đầu nhìn Vương Lâm với ánh mắt khinh miệt. Tay phải hắn ấn về phía trước một cái, cơn lốc cử chuyển kim tiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, gào rít lao đến Vương Lâm, sắc mặt của Vương Lâm rất âm trầm, thân mình lập tức lui về sau, tay phải hư không bắt lấy chiến phủ, thân mình nhảy lên bổ xuống một cái chỉ nghe thấy một trận ầm ầm vang lên, bên trên chiến phủ có một đạo phủ mang dài chừng 10 trượng, điên cuồng gào rít xông ra, trực tiếp bổ xuống cơn lốc cửu chuyển đang gào rít lao tới, phủ mang lóe lên xông qua, nhưng cơn lốc cửu chuyển cũng chỉ nhoáng lên một cái, hơi dừng một chút, rồi lại cực nhanh xông đến thẳng chỗ Vương Lâm, Vương Lâm lâm nguy bất loạn, tay phải đưa ra vẽ lên giữa không trung. Lập tức một đạo ngân mang bọc lấy phía trên cơn lốc cửu chuyển đang lao đến kia. Cùng lúc đó, Vương Lâm thi triển thuấn di, chẳng qua mục tiêu thi triển không phải là bản thân hắn mà là ngân mang đang bao bọc lấy cơn lốc cửu chuyển kia, từng đạo thuấn di thuộc bị hai tay Vương Lâm huy vũ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả, trong miệng hắn thốt nhẹ, đại na di, lời này vừa ra, cơn lốc cửu chuyển bị ngân mang bao bọc lấy kia đã tới trước người, cách Vương Lâm ba trượng. Từng trận khí tức hủy diệt điên cuồng ập tới người Vương Lâm, nhưng thần sắc của hắn vẫn không có nửa điểm hoảng hốt. Cơn lốc cửu chuyển điên cuồng mà đến nhưng ngay lúc chỉ còn cách một trượng là đánh tới vương lâm thì bỗng nhiên ngân mang bao bọc bên ngoài nó lóe lên kịch liệt. Cuối cùng không ngờ ở trước mặt vương lâm biến mất sạch sẽ, như chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ xung quanh nhìn thấy lập tức hai mắt ngưng trọng. Trong mắt thiên vận tử hiện lên một tia tán thưởng, hơi gật đầu, ánh mắt của trần đào chợt lóe Đối với vương lâm đáy lòng đã không còn kinh thường như trước nữa. Hết thảy những điều này đều phát sinh cực nhanh gần như nháy mắt khi cơn lốc cửu chuyển biến mất chiến phủ trong tay vương lâm thu lại kết ấn quyết điểm một cái về phía xạ thần xa cách đó không xa trong miệng hét lên hồn thú hiện xạ thần xa kia trần đào chỉ có hơi liếc mắt nhìn cũng không quá mức chú ý lúc này mới quay ngoắt người lại nhìn về phía chiếc xe này chỉ thấy một cổ ý niệm bất khuất bỗng nhiên phóng lên cao cùng lúc đó một hồn thú khổng lồ điên cùng ngưng hình lao ra phát ra tiếng gầm rít dữ dội thanh âm này xuyên thấu thiên địa những đệ tử của sáu hệ còn lại lập tức đều lâm vào khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua con hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của sáu hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao, cho dù ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến mừng thọ cũng đều lộ ra quan mang kỳ dị. Nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chầm chầm hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư ngay cả kiếm tôn lăng thiên hầu sau khi nhìn thấy hồn thú này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc vương lâm đang ở giữa không trung quát khẽ nuốt hắn hồn thú gầm rít nhảy lên tốc độ cực nhanh gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước trần đào trong mắt trần đào hiện lên một tia chiến ý hai tay nhanh chóng bấm quyết một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn ngay khi hồn thú lao tới nó lập tức nổ tung một tiếng nổ ầm vang lên khiến cho đại bộ phận tu sĩ xung quanh bị chấn động nổ cả màn nhĩ chỉ thấy giữa không trung thân mình trần đào cũng chưa bị đụng tới nhưng quần áo trên người có nhiều chỗ đa bị phá nát bộ dáng có chút chật vật về phần hồn thú thì bị lực công kích đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng thân mình nó lúc lắc một cái lại điên cuồng vọt tới lúc này đây nhiều chỗ trên toàn thân nó xuất hiện dấu vết của thiết liên thiết liên kia thẳng tắp một đầu là thân thể nó đầu kia chính là xạ thần xa chiến ý trong mắt của Trần Đào càng thịnh, ngẩng đầu cười điên cuồng, quát, một đầu súc sinh khá lắm, cũng khiến ta có chút hứng thú, nói xong, hắn xé phan quần áo trên người, lộ ra nửa thân người trên trần trụi. Hăng vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một trường thằng, một, màu đen. Sợi dây này giống như sợi gân của một sinh vật nào đó bị Trần Đào rút ra, lập tức có một cổ mùi vị chứa đầy khí tức hoang dã tràn ra, ập thẳng vào mặt, một, trường thằng, sợi dây thừng dài chương 500, chiến vấn đỉnh, súc sinh, long cân của ta chính là do ta một mình ở một yêu tinh hơn 500 năm, từ trên người một con yêu long đã chết rút ra. Để xem ngươi có thể từ trong long cân này chạy thoát được hay không, nói xong, thân mình hắn tiến về phía trước một bước, không ngờ không để ý đến vương lâm mà lại vung long cân quất thẳng về phía hồn thú, hồn thú gầm lên một tiếng. Thân mình nhoán lên một cái không ngờ lách khỏi long cân, lóe ra xuất hiện bên cạnh trần đào, há mồm cắn tới trần đào cười vang lên thân mình khẽ động lóe cái thoát ra long cân lại vung lên từ một góc độ khó có thể tin được buộc lấy cổ của con hồn thú này cùng lúc đó thân mình trần đào lại nhoáng lên một cái trực tiếp đứng trên đầu của hồn thú long cân trong tay hung hăng siết chặt hắn quát lớn nghiệt súc ta xem ngươi làm thế nào mà thoát ra sắc mặt của vương lâm thủy chung vẫn bình thản nâng tay phải lên kết ấn quyết trước người một lúc sau điểm về hư không miệng hắn thốt nhẹ xạ thần xa phong ấn thứ năm giải lời này vừa ra chỉ thấy hắc mang từ tay phải vương lâm đang bấm quyết bỗng lóe ra rồi biến mất cùng lúc đó thân hình khổng lồ của hồn thú đang bị long cân khốn trụ bỗng nhiên phát điên lên ngay sau đó từ đôi mắt của nó lập tức tản mát ra một cổ tuyệt thế hung mang chưa từng xuất hiện nó ngẩn phát đầu lên trống một tiếng điên cuồng trong thanh âm này ngoại trừ lộ ra ý chí bất khuất còn có một cổ ý niệm vui sướng như bị áp chế vô số năm cuối cùng được thả ra. Năm đó, khi Vương Lâm đạt được xạ thần xa, đồng dạng đạt được phương pháp truyền thừa sử dụng xạ thần xa. Chẳng qua tu vi của hắn không đủ, một khi thi triển ra, có thể xạ thần xa còn chưa đã thương địch thủ đã quay lại cắn hắn một ngụm, cho nên phong ấn của xạ thần xa hắn vẫn chưa từng mở ra lần nào. Hôm nay, chính là lần đầu tiên hắn mở ra đạo phong ấn thứ nhất trong năm đạo phong ấn khiến cho uy lực của xạ thần xa bạo tăng xạ thần xa là pháp bảo có thể bắn hạ thần tiên uy lực há có thể chỉ như hiện tại một khi cả năm đạo phong ấn hoàn toàn mở ra thì uy lực của nó không thể tưởng tượng được chẳng qua với tu vi hiện tại của vương lâm dù chỉ là mở ra đạo phong ấn thứ nhất thì cũng phải chịu đựng hậu quả thật lớn nếu cuối cùng không thể thu hồi xạ thần xa thì cái chờ đợi hắn chính là chiến xa này sẽ trắng trả như thế nào nương theo tu vi đạt tới anh biến trung kỳ đáy lòng Vương Lâm cũng có ít nhiều vài phần nắm chắc. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng mở ra phong ấn, mở ra đạo phong ấn thứ nhất. Xạ thần xa không chỉ có sự biến hóa trong khí tức của hồn thú, mà ngay cả những chiếc lợi thứ giữ tận trên xạ thần xa cũng nháy mắt bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy những lợi thứ này không ngờ trở nên mấp máy, nhanh chóng kéo dài, so với trước đây lại giữ tận hơn mấy lần. Hơn nữa tại một căn lợi thứ lại lóe ra từng trận hát mang. Những hát mang này lóe ra, đi theo thiết liên nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hồn thú, hồn thú điên cuồng gào rít. Thân thể nó bỗng nhiên bành trướng lên mấy lần. Nguyên bản ban đầu chỉ có khoảng chừng 10 trượng, nháy mắt đã hóa thành hơn trăm trượng, như một pho tượng cự thú, chân đạp trên mặt đất, thân mình hung hăng lắc một cái, lập tức, sắc mặt của trần đào lần đầu tiên đại biến, chỉ thấy từng trận hắc mang từ trong cơ thể của hồn thú điên cuồng khuếch tán ra, nhất tề phóng về hướng trần đào trên lưng nó một tay trần đào nắm lấy long cân, một tay bấm quyết. Chỉ thấy một đám tử sắc quan cầu bỗng nhiên xuất hiện xung quanh thân thể, khi hắc mang vọt tới, những quan cầu này đều lập tức nổ lên. Chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm vang lên. Trần đào truyền ra một tiếng kêu đau đớn, nháy mắt, hắc mang trên thân mình khổng lồ của hồn thú đã dày đặc. Bỗng nhiên nó ngán lên một cái, không ngờ hoàn toàn hóa thành hắc mang, như là bị sụp đổ, điên cuồng hướng về xung quanh tản ra. Giữa không trung chỉ để lại Long Cân đang buộc lấy khoảng không cùng Trần Đào đang đứng đó với sắc mặt rất khó coi, xung quanh là những đạo hắc mang nhanh chóng xoay tròn. Gần như chỉ trong chớp mắt, trăm trưởng trước người Trần Đào, toàn bộ hắc mang đã ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến ảo ra bộ dáng của hồn thú, sau khi mở ra đạo phong ấn thứ nhất, hồn thú tấn công đã không còn chỉ có một thủ đoạn đơn giản là cắn nuốt nữa mà đã có thể sử dụng một số thiên uy thần thông. Tuy nói sắc mặt của Trần Đào khó coi nhưng chiến ý trong đôi mắt cũng càng thêm nồng nặc. Hắn xoay ngoắt người lại, nhìn Vương Lâm âm trầm nói, tiểu sư đệ. Ngươi hiện tại đã có tư cách làm sư đệ của ta rồi. Tuy nhiên loại tư cách này lại phải trả một cái giá rất đắt. Vương Lâm nhìn chầm chầm Trần Đào, chậm rãi nói, ngươi, không có tư cách trở thành sư huynh của ta. Trần Đào liếc mắt nhìn Vương Lâm, cười lớn nói, đánh nhau với con súc sinh này sẽ tốn chút thời gian tuy nhiên chỉ cần bắt được ngươi thì con thú này cũng không chạy thoát được ngươi hãy coi ta rốt cuộc có tư cách làm sư huynh của ngươi không nói xong thân mình hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàng ảnh lao thẳng tới chỗ vương lâm đối phương chính là vấn đỉnh kỳ tu sĩ vương lâm tự nhiên hiểu rằng chính mình không phải là đối thủ nhưng nếu khiến hắn đơn giản như thế đã từ bỏ thì không thể mặc dù thua vương lâm cũng muốn cho người này hiểu rằng không nên trêu chọc tới bản thân mình lúc này đây Trần Đào lóe tới, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, không chút tránh né mà nâng tay phải lên. Lúc này hắn chỉ ngón út ra, một thức cuối cùng trong ba sát chiêu của Tư Đồ Nam, sau khi do dự thật lâu mới quyết định, truyền thụ cho Vương Lâm. Sát chiêu này Tư Đồ Nam từng nghiêm túc nói rằng nếu không đến anh biến hậu kỳ thì không thể dễ dàng đưa ra sử dụng. Nếu lấy tu vi anh biến sơ kỳ để thi triển thì trước khi đã thương được địch thủ, tự thân nhất định sẽ bị cắn trả. Anh biến sơ kỳ tu sĩ căn bản không thể tiếp nhận được, chỉ khi đạt tới anh biến trung kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng không thể đem nó hoàn toàn sử ra nếu không sẽ bị cắn trả. Mặc dù là anh biến hậu kỳ, sử dụng sát chiêu thứ ba này cũng phải rất cẩn thận, chỉ sau khi đạt tới vấn đỉnh thì mới có thể tùy tâm sở dục thi triển chiêu thức này. Ngón út tay phải Vương Lâm điểm về phía Trần Đào. Giờ khắc này, thân thể hắn không chút tiên lực dao động thậm chí ngay cả khí tức của sinh mạng đều chậm rãi tiêu tan chỉ trong thời gian rất ngắn cả người hắn không còn chút sức sống nào cảnh tượng này lập tức khiến tuyệt đại bộ phận tu sĩ trở nên sững sờ ngay cả thiên vận tử ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn thật kỹ thủy chung vẫn luôn quan khang ánh mắt của kiếm tôn lăng thiên hầu chớp lên nhìn chầm chầm vào vương lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị tên này không tồi trong số những người đến chúc thọ có một lão già mặt đỏ sau lưng lão có một cái hồ lô màu đỏ rất lớn. Lúc này đây, hắn uống một ngụm rượu, nhìn kỹ Vương Lâm, thầm nhủ, một chiêu này thi triển sao lại giống như đúc với người điên kia, khi lão tử đến nơi này như thế, thân hình Trần Đào đến trước người Vương Lâm năm trưởng bên ngoài, một cảm giác nguy hiểm mà những năm gần đây, ngoại trừ khi đối mặt với lão quái kia, gần như không xuất hiện bỗng nhiên chợt lóe lên trong lòng. Lúc này đây, toàn thân sức sống của Vương Lâm đột nhiên hoàn toàn tiêu tan duy chỉ có đôi mắt là sáng lên dị thường. Trong sự sáng người này lại có một loại lạnh lùng cô tịch. Khi rơi vào mắt Trần Đào cũng khiến cho nội tâm hắn chấn động, đây là ánh mắt như thế nào? Dù là tu luyện vô tình đạo cũng quyết không thể có khả năng có được ánh mắt loại này, hoàn tuyền chỉ, trong miệng vương lâm thốt nhẹ, hoàn tuyền chỉ chính là một chiêu cuối cùng trong ba sát chiêu của tư đồ nam. Tu luyện một chiêu này cũng không phải như hai chiêu trước đó, có thể do cảm ngộ mà đạt được. Muốn học được chiêu này trước đó tất cần thiết phải học được hoàng tuyền thăng khiếu quyết, thông qua sinh mệnh tiến nhập vào hoàng tuyền, sinh ra biến chuyển giữa sống và chết mới có khả năng cảm ngộ ra được. Năm đó, tư đồ nam giữa lúc sống chết ở hoàng tuyền, cuối cùng mới có chút cảm ngộ, lại kết hợp với một bản hạ phẩm tiên thuật tàn khuyết rốt cục bắt trước tạo ra một sát chiêu này. Thần thông này xuất hiện, tư đồ nam từng cùng ngạo nói rằng uy lực của nó dù không bằng được với chân chính tiên thuật tàn khuyết kia nhưng tuyệt đối thua kém không nhiều nguyên nhân chính là vì thế nên chỉ khi đạt tới vấn đỉnh mới có thể tùy ý sử dụng một chỉ điểm ra cùng lúc đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại từng đạo sét đánh bỗng nhiên xuất hiện cùng lúc đó toàn bộ không trung như bị một bàn tay đẩy ra một bức tranh cuốn sơn thủy xuất hiện từ phía chân trời nó biểu thị hoàn toàn cũng chính là đem ý cảnh thần thông của vương lâm hiển lộ từng trận bụi khí từ trong bức tranh sơn thủy giữa không trung điên cùng khuếch tán ra với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được dung hợp với nhau một chỗ biến ảo tạo thành một hoàng tuyền chỉ, sinh tử luân hồi ý cảnh, những tu sĩ xung quanh lập tức có người hô lên, lúc này đây ánh mắt của tất cả những tu sĩ đều đổ dồn về chỗ vương lâm, chương 501, toái tiên chi địa, hai đạo hoàng tuyền chỉ tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đâm về hướng trần đào, chiến ý trong mắt trần đào đại thịnh, cười lên ha hả, thân mình hắn ngán lên một cái, hai tay nâng lên, Bên trong lòng bàn tay lần lượt lóe ra hai đạo kim sắc quang mang hình nguyệt nha, nháy mắt Hoàng Tuyền chỉ đã đâm tới người hắn, một trước một sau, phân biệt từ ngón út của Vương Lâm và từ luân hồi ý cảnh biến thành, đồng thời công kích, một tiếng đổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên bên ngoài thân thể của Trần Đào, khuếch tán ra xung quanh. Không trung như vị một cơn lốc tàn phá, luân hồi ý cảnh lập tức tiêu tan, thân mình Vương Lâm đạp mạnh từng bước thật sâu lui về phía sau hơn 10 trượng, sau đó lại lui ra hơn trăm trượng phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể, tiên lực hoàn toàn hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đào, âm trầm nói, ta, bỏ cuộc, lại nhìn về phía Trần Đào, lúc này sắc mặt hắn vẫn như thường, thu hồi song trưởng, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chiến ý trong mắt chẳng những không tiêu tan mà còn càng nồng đậm, hắn trầm giọng nói, chờ sau khi ngươi đạt vấn đỉnh thì ta ngươi lại tái chiến, lão thất, hắn thở sâu, áp chế tiên lực bạo loạn trong cơ thể một chỉ này của Vương Lâm hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Trần Đào. Nếu không phải trước khi trở về hắn lại có kỳ ngộ, Tu Vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ thì mặc dù hắn cũng có thể tiếp được một chỉ này những nhất định sẽ bị thương. Thiên vận tử nhìn Vương Lâm, vẻ tán thưởng trong mắt lại càng nồng đậm, khẽ cười nói, hai người các ngươi đều cùng là người của tử hệ, đều là đệ tử của vi sư, trong lòng không nên ghen ghét nhau. Hôm nay, Trần Đào, ngươi thắng thì phong hiệu thiên vận thất tử của tử hệ thuộc về ngươi nói xong thiên vận tử hư không điểm về mi tâm của mình lập tức một khối tinh thể trong suốt lóe ra từ trên trán hắn chậm rãi bay vào tay của thiên vận tử hắn vung tay tinh thể này lập tức hóa thành một đạo tử hồng bay đến trước người trần đào nhanh chóng dung nhập vào bên trong mi tâm hắn ngươi không phải là lần đầu tiên đạt được phong hiệu thiên vận thất tử tự mình cảm ngộ đi thiên vận tử chậm rãi nói trần đào thở sâu hướng về thiên vận tử cúi đầu thật sâu, cung kính nói, đệ tử tạ ơn sư phụ, thiên vận tử gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng trên người những tu sĩ xung quanh, ôm quyền ôm tồn nói, chư vị, đại thọ vạn năm tuổi của lão phu đến hôm nay coi như kết thúc. Chư vị nếu không có chuyện gì quan trong mong là sẽ ở lại nghỉ ngơi vài ngày ở thiên vận tông ta, chúng ta cùng nhau luận đạo, ấn chứng đạo quả, những tu sĩ xung quanh đều ngữ khí khách sáo, tuyệt đại bộ phận đều không ở lại mà tản ra. Trong thời gian ngắn, bên ngoài thiên vận tông có mấy vạn đạo trường hồng bỗng nhiên xuất hiện, bay về phía xa xa rời đi. Kiếm tôn lăng thiên hầu lúc này cười lên một tiếng, thân mình hắn bước ra hơn 10 trượng, cả người hóa thành một đạo kiếm quan nhanh chóng hướng về phía chân trời bay đi, từ xa truyền đến giọng nói của lão, thiên vận lão nhi, dựa theo ước hẹn của chúng ta, đông hải yêu linh chi môn 3 tháng sau, người nhớ tuyển người tiến vào, ánh mắt của thiên vận tự nhíu lại, hơi gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Lâm nói, ngươi đi theo ta tế bái tổ linh, sau đó vi sư sẽ truyền cho ngươi cấm pháp thần thông, cho ngươi pháp bảo bản mạng. Từ nay về sau ngươi là chân chính đệ tử của Thiên vận tử ta, Vương Lâm cung kính xưng vang, trong mắt hiện lên quang mang, cấm pháp thần thông. Chỉ khi thật sự trở thành đệ tử chân chính của Thiên vận tử, sau khi bái tế tổ linh mới có thể nắm giữ một lần cơ hội mà vô số người muốn hướng tới học tập cấm pháp thần thông mà thiên vận tử bắt chước ra từ tiên thuật, tay áo thiên vận tử vung lên, một đám mây bảy màu thật lớn bỗng nhiên từ bên trong hư không xuất hiện, cuốn lấy người vương lâm, mang hắn theo, nhán lên, bay nhanh về phía chân trời, mây gió tản ra, bầu trời xanh trong hiện lên. Đang ở trong án mây bảy màu, vương lâm nghiêng đầu nhìn xuống đất. Chỉ thấy núi sông dưới chân nháy mắt bị lướt qua, mấy tức thời gian qua đi, đám mây bảy màu bay qua các phân tông của thiên vận tông, xuất hiện ở chỗ tổng tông hiện ra trước mặt vương lâm là một mảnh thiên địa còn đẹp hơn mấy lần so với tiên cảnh ba ngọn núi cao ngất ngập trong mây đứng giữa đất trời như ba ngón tay đâm thẳng lên bầu trời trong ba ngọn núi lớn này có ngọn ở giữa bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng ánh mặt trời chiếu lên tản mát ra vạn ánh hào quang ánh sáng này chiếu xạ liên tục nếu bị ánh vào mắt lâu sẽ khiến người ta lâm vào một cảm giác mê muội trên ngọn núi này còn có mấy chỗ xanh biếc dưới màu sắc này càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ. Ngọn núi này không có đường lên, cả tòa bạch tuyết này chính là cửu U Chi Hàng, cả 10 vạn năm chưa từng tan chảy. Phạm nhân, chưa nói chạm phải, cho dù ở trong vòng nghìn trượng thì huyết nhục lập tức sẽ bị đông cứng, trở thành khối thi thể bằng băng. Vương Lâm đang ở trong đám mây bảy màu, rõ ràng cảm nhận được hàng khí nhẹ nhẹ không ngừng lưu động bên ngoài đám mây. Trong ba ngọn núi, ngoại trừ ngọn núi bao phủ hoàn toàn trong tuyết trắng kia thì hai ngọn núi hai bên toàn bộ đều màu đen loại màu đen này tương phản hoàn toàn với màu tuyết trắng lập tức tạo ra cảm giác bị trùng kích mãnh liệt những bông tuyết màu đen từ hai sườn núi hai bên từ từ bay xuống như không có điểm kết thúc từ xa nhìn lại cảnh tượng trước mắt như không có thực mà như có người sử dụng thiên địa tạo ra một bức tranh bức tranh này vẽ sơn thủy với hai màu đen trắng chấn thiên kinh địa vương lâm nhìn sơn môn của thiên vận tổng tông vẻ kinh hải trong mắt dần trở lại bình thường, thiên vận tử vung tay áo lên, đám mây bảy màu bọc lấy hai người lập tức tiêu tan. Ngay khi đám mây này tan biến, hàng khí từ bên ngoài lập tức điên cuồng gào rít ập đến bên ngoài thân thể vương lâm, không ngừng xâm nhập vào cơ thể, thần sắc vương lâm vẫn như thường, vận chuyển tiên lực trong cơ thể, lập tức xuất hiện một quần sáng màu trắng, hàng khí bốn phía khi tràn tới quần sáng này liền tan biến hoàn toàn, thiên vận tử chấp hai tay sau lưng, nhìn ba ngọn núi xa xa, chậm rãi nói, Vương Lâm, nơi này thế nào? Vương Lâm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, hàng khí này thật kinh người. Nhưng lại chính là nơi tuyệt vời để tu luyện công pháp có thuộc tính âm hàng. Thiên vận tử cười khẽ, nói, chỉ thế thôi sao? Vương Lâm cúi đầu, cung kính nói, đệ tử kiến thức hạn hẹp, nhìn không ra còn có manh mối nào nữa. Thiên vận tử lắc đầu, như cười như không nhìn Vương Lâm nói, nếu ngươi có thể nói ra manh mối của nơi này, khi truyền thụ cấm pháp thần thông cho ngươi, vi sư sẽ có thể có ngoại lệ, cho ngươi chọn lựa mà không như những đệ tử khác là do ta chỉ định cấm pháp tu luyện. Vương Lâm, ngươi động tâm chứ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía thiên vận tử, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm nói, sư phụ có lệnh, đệ tử sao dám không nghe, hắn chỉ tay về phía ngọn núi màu đen bên trái nói tiếp, cả ngọn núi này là một mảnh tối đen, ngay cả tuyết rơi xuống cũng có màu đen nhưng tuyết đen này lại không có hàng khí, so sánh với tuyết trắng ở ngọn núi chính giữa thì tạo ra không khí quỷ dị thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường cười nói thế sao tiếp tục đi vương lâm chỉ về ngọn núi bên phải nói ngọn núi này còn quỷ dị hơn đệ tử mơ hồ có thể cảm nhận được một tia sức sống tuy nói vạn vật trên thế gian đều có sức sống nhưng một ngọn núi có sức sống chính là lần đầu tiên đệ tử gặp được thần sắc thiên vận tử vẫn bình thường như cũ cười nói chỉ có thế thôi sao nếu chỉ có vậy thì Vương Lâm ngươi không thể từ chỗ vi sư chủ động tự lựa chọn cấm pháp thần thông rồi. Vương Lâm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, sư phụ, hai sườn núi này là giả. Lời này vừa nói ra, trong mắt thiên vận tử lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn Vương Lâm thật kỹ rồi cười lớn. Tay áo lão vung lên cuốn lấy Vương Lâm, như tia chớp bay thẳng đến ngọn núi chính giữa. Người này tâm trí quả hơn người. Chân huyễn pháp của ta, với tu vi anh biến trung kỳ, mà hắn có thể nhìn ra một chút manh mối cũng là hiếm có, thần sắc của Vương Lâm như thường nhưng nội tâm cũng rung động. Nháy mắt khi hắn nhìn thấy ba ngọn núi này, một hình ảnh khá là xa xôi lập tức từ ký ức của cổ thân Đồ Ti truyền vào trong đầu hắn, đó là lần luyện bảo thứ 9 trong đời cổ thần Đồ Ti, cũng là lần cuối cùng khi hắn còn sống. Lần luyện bảo này, thứ mà Đồ Ti luyện chế là một thanh tam xoa kích, lần luyện bảo này, Đồ Ti đã mất không biết bao nhiêu năm tháng để tìm kiếm tài liệu, cuối cùng mới hoàn toàn hoàn thành. Sau khi luyện thành, pháp bảo này cũng chỉ mới ngưng hình mà chưa sinh ra hồn thể. Vì thế, đồ ti lấy cổ huyết của bản thân thấm lên trên thân pháp bảo này, sau đó ném tới một tinh cầu cực lớn, hóa thành một tòa cự sơn chọc trời với ba ngọn núi, khiến nó có được sơn ý, ngưng kết ra sơn hồn, sau đó rời đi, o không o. Theo ý tưởng của đồ ti thì đợi sau khi hắn hóa niệm trọng tu, thì hồn thể của pháp bảo này cũng đã xuất hiện đến lúc đó tới lấy, sẽ là một kiện tuyệt thế pháp bảo, ngọn núi do Tam Xoa kích biến thành và ngọn núi Vương Lâm đang chứng kiến gần như giống nhau như đúc, nhưng lập tức Vương Lâm liền phủ định Thiên Vận Tinh này là nơi mà năm đó cổ thần đồ ti để pháp bảo, bởi vì ba ngọn núi trước mắt này chính là như lời hắn nói, hai sườn là giả, nhưng tu vi của Thiên Vận Tử Thông Thiên, nếu là hắn che giấu thì với tu vi hiện tại của ta căn bản không nhìn ra chút manh mối. Vương Lâm thu hồi một ít tạp niệm, bị thiên vận tử cuốn lấy, đi tới dưới chân ngọn núi màu trắng, vương lâm, vi sư chờ ngươi ở phía trên. Dưới điều kiện không sử dụng thuấn di, ngươi đi lên với thời gian càng ngắn thì sẽ càng được nhiều đồ tốt. Một trăm bước phía dưới với tu vi của ngươi thì vượt qua không khó nhưng một trăm bước trước khi đến đỉnh núi thì đành phải trông chờ vào chính phúc phận của ngươi. Một trăm bước này được vi sư gọi là toái tiên chi địa, thiên vận tử nhìn vương lâm một cái rồi xoay người tiến về phía trước một bước, vô thanh vô tức biến mất ngay trước mắt vương lâm vương lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi trên cao nơi này bông tuyết đầy trời nếu nhìn lâu sẽ có ảo giác như là có một thanh lợi kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống thu hồi ánh mắt vương lâm không lập tức lên núi mà khoanh chân ngồi xuống đất lặng lẽ thổ nạp một lúc một nén hương sau vương lâm mở hai mắt ra trong mắt hiện ra một tia bình tĩnh hắn đứng lên từng bước từng bước hướng về đỉnh núi đi tới gió lạnh gào riết băng tuyết lạnh thấu xương theo vương lâm bước tới, hàng khí càng lúc càng nặng, mang theo từng trận âm thanh như tiếng gào rít của yêu tà, không ngừng thổi ập tới người vương lâm, băng tuyết trên mặt đất dù dẫm lên cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Toàn bộ ngọn núi giống như một tòa thủy tinh màu trắng thật lớn. Nếu là phàm nhân, dù có trọng bảo trong người mà không phải lo lắng chuyện băng hàng thì cũng không thể đi lên bởi mặt đất không có lối đi. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, hai chân của hắn căn bản vẫn chưa từng tiếp xúc với mặt đất hoàn toàn là phiêu phù cách bề mặt ba thước mà tiến về phía trước, ở nơi này không phải là không thể sử dụng thuấn di. Nhưng thiên vận tử đã nói đây là một sự khảo nghiệm, nếu sử dụng thuấn di thì coi như là khảo nghiệm đã thất bại. Do đó, Vương Lâm không thuấn di, sắc mặt bình tĩnh bước cách không từng bước một tiếng về phía trước, bên tai vang lên từng hồi tiếng gió lạnh rít. Phía trước là một mảnh bạch mang. Ngoài thân là một tầng băng sương với hàng khí kinh người. Dưới chân, chỉ cần hạ chân xuống là liền theo mặt băng từ trên núi trượt xuống mặc dù như thế nhưng khảo nghiệm này đối với vương lâm mà nói còn chưa tới độ không thể chịu đựng được năm đó khi còn ở cổ thần chi địa những chỗ như thế này vương lâm đã gặp qua rất nhiều thời gian cứ trôi qua từng chút một càng tiếp cận đỉnh núi thì hàng khí càng kinh khủng quần sáng quanh thân thể của vương lâm cũng ngày càng sáng hơn khi cách đỉnh núi chừng trăm bước chân thì vương lâm dừng lại một chút dừng chân không bước tiếp hắn thở ra một hơi thật sâu. Hơi thở này vừa ra, liền nghe thấy từng trận âm thanh răng rắc, tới ba thước trước người không ngờ bị đông lại thành viên, rơi xuống mặt đất, tạo ra âm thanh va chạm với mặt băng rất trong trẻo. Cùng với đó, hàng khí theo mũi miệng của vương lâm điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của tiên lực, hàng khí này mới chậm rãi biến mất, vương lâm ngẩng đầu, nơi đỉnh núi, cách chừng trăm bước có một bão tháp bị gió tuyết che đậy nó tản mát ra từng trận ánh sáng bảy màu rất mỹ lệ, toái tiên chi địa, trong mắt vương lâm thoáng hiện một tia hàng mang, trầm mặt một chút, thân mình hơi hạ xuống mặt núi. Đây là lần đầu tiên hai chân của vương lâm dẫm lên phía trên ngọn núi băng như thủy tinh này, nháy mắt khi hai chân hắn dẫm xuống, một cảm giác hẩn chân lập tức từ hai chân truyền lên. Đôi mắt của vương lâm phát lãnh, hừ lên một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đạp về phía trước một bước, chỉ nghe một tiếng bùng vang lên, chân phải vương lâm đã ngập sâu vào lớp băng trên mặt đất cả thước, đứng vững. Đúng lúc này một cổ hàng khí khó có thể tưởng tượng được từ mặt đất điên cùng lao ra. Hàng khí này so với những cơn gió lạnh mà vương lâm gặp dọc đường đi lên thì dày đặc hơn vô số lần. Nó trực tiếp theo chân phải vương lâm điên cuồng tiến vào trong cơ thể, theo kinh mạch trùng kích lên ngực và bụng hắn. Nhưng ngay tại khi hàng khí lưu chuyển toàn thân vương lâm, từ nguyên thần bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần thức đạo thần thức này quét ngang thân thể. Hàng khí xông vào thân thể sau khi gặp phải đạo thần thức này không ngờ lại lặng lẽ quay ra một cách quỷ dị, dần dần lui lại, theo trận phải của Vương Lâm lần nữa tiến vào trong băng sơn. Hàng khí này so với tâm lãnh của ta thì không thể bằng được. Nếu không thể lạnh bằng lòng ta thì sao có thể so với nguyên thần của ta, so với thân thể ta? Thật sự đáng buồn cười, Vương Lâm ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chân trái lại bước lên, đi tới phía trước. Giờ khắc này, sự lạnh lẽo trên khóe miệng hắn đã trở thành thứ lạnh lẽo nhất trên băng sơn tuyết trắng này. Hàng phong thổi tới đã dừng lại trước người hắn ba thước, những bông tuyết phiêu tán đã tiêu tan khi cách đỉnh đầu hắn ba tấc. Hai chân của vương lâm cứ bước đi, từng bước một đều ngập sâu vào trong tầng băng, truyền ra từng trận băng băng, hướng về đỉnh núi đi tới. Giờ khắc này, cũng không phải là do tu vi của hắn cải biến sự băng lãnh nơi này, vượt qua băng tuyết đã ngàn vạn năm không tiêu tan mà nguyên nhân tạo ra hết thảy những điều này chính là do sự lạnh lẽo trong lòng Vương Lâm, trong tâm hắn lạnh lẽo liền khiến một cổ ý chí bất khuất vần quanh toàn thân. Vấn tâm chỉ cảnh chính là như thế, nếu tâm ta lạnh thì hết thảy những thứ lạnh lẽo trên thế gian này không thể đông lạnh ta được ta trong nửa tức, ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, khí tức tản mát ra từ thân thể hắn cũng lạnh lẽo. Giờ phút này, thân thể hắn đã không phải là của thường nhân mà giống như một tòa viễn cổ băng hàng, qua bao nhiêu năm tháng dài dằn dặt mà vẫn chưa từng tan chảy. Thiên vận tử ngồi trong bảo tháp phía trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vương lâm cách đó không xa đang từng bước đi tới. Hai mắt của lão lóe ra quang mang sáng chói, nhìn chầm chầm vương lâm, cả người rơi vào trầm mặt. Thiên vận tử vốn tưởng rằng khi vương lâm tiến vào toái tiên chi địa, nhiều lắm thì cũng chỉ đi được 10 bước là sẽ không thể tiến thêm. Có thể đi được 10 bước đã là cực hạn của anh biến trung kỳ. Nếu Vương Lâm đi được chừng ấy thì lão sẽ đem Vương Lâm triệu đến, truyền thụ cấm pháp thần thông. Nhưng hiện tại, Vương Lâm đã đi được 21 bước. Đó là đã phải đạt tới tiên lực của anh biến hậu kỳ, thậm chí vấn đỉnh kỳ mới có thể cam đoan sau khi bước ra hơn 21 bước, mà nguyên thần vẫn không sụp đổ. Với định lực của thiên vận tử mà giờ khắc này cũng đột nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ, tâm cảnh người này không ngờ ở nơi này vấn tâm. Tu tiên, tu chân, tu đạo, hắn đã hiểu ra đôi chút. Một đường này, trong tim giá lạnh thì vạn vật dù lạnh như thế nào cũng không thể lan đến tâm mình, mượn ý cảnh này để bước ra 21 bước. Vương Lâm, vi sư vẫn còn xem thường ngươi, nếu ngươi tu luyện thêm qua vạn năm, không biết có thể đột phá đến cảnh giới thứ ba không? Khi Vương Lâm bước ra được 21 bước, nửa thân dưới của hắn đã hoàn toàn là một mảnh băng hàng, ý cảnh của ta chính là một chút lĩnh ngộ về luân hồi. Trong thiên hạ, luân hồi đạo chính là đại vô tình đạo phía sau vương lâm giờ phút này thiên địa biến sắc vô số bông tuyết giáng xuống lập tức bị một cỗ lực lượng vô tình quấy động bị đẩy ra một cách điên cuồng chỉ thấy một cuốn họa trục thật lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung phía sau vương lâm phía trên họa trục này lộ ra một bức tranh sơn thủy chẳng qua trong đó không có đầy đủ nhan sắc bảy màu mà chỉ có hai màu đen trắng mà thôi vương lâm thở sâu nhấc chân bước ra bước thứ hai mươi hai một bước này tạo ra một âm thanh ầm vang, toàn bộ ngọn núi hơi rung lên một cái. Tầng băng dưới chân lập tức xuất hiện những vết nứt nẻ, có thể thấy được một bước chân này dẫm xuống chắc chắn như thế nào. Thiên Vận Tử đứng bên trong bảo tháp, ánh mắt tuôn ra tinh mang, Tôn Vân năm đó với Tu Vi Anh biến hậu kỳ đi được 26 bước. Vương Lâm, ngươi có thể bước ra được bao nhiêu bước? Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn bảo tháp trên đỉnh núi, trầm nhâm một lúc, lại nâng chân bước thêm một bước lúc này hắn cũng không chỉ bước ra có một bước mà liên tục hai bước ba bước bốn bước năm bước bước đầu tiên cái đầu vương lâm đang ngẩng lên ánh mắt lộ ra hàng mang bước thứ hai toàn thân hắn lạnh như băng bước thứ ba luân hồi họa trục sau lưng hắn đột nhiên từ lớn thu nhỏ lại xoay quanh đỉnh đầu của vương lâm bước thứ tư khí thế toàn thân vương lâm nổi lên sự lạnh lẽo trong tâm tràn ngập toàn thân dung hợp với ý cảnh hình thành một cổ lực lượng kỳ dị bao bọc lấy toàn thân, bước ra bước thứ năm, chương 502, ý cảnh nhập thể, bước thứ năm này hai mắt Vương Lâm như điện, lặng lẽ nhìn về phía bảo tháp trên đỉnh núi, liên tục bước ra năm bước, mỗi lần bước chân của hắn hạ xuống đều có một tiếng ầm âm quanh quẩn. Sau năm bước, tầng băng xung quanh chỗ Vương Lâm xuất hiện vô số vết rạn nứt. Chẳng qua, quỷ dị là tầng băng này chẳng những không sụp đổ, ngược lại chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ. 27 bước, luân hồi họa trục trên đỉnh đầu Vương Lâm đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh người. Một đầu tóc dài của hắn tự động bung ra, bông tuyết bốn phía điên xuồng xoay tròn, từ bên người hắn không ngừng chuyển động hướng ra bên ngoài, ý cảnh là cụ thể hóa cảm ngộ. Trải qua sơ, trung hậu kỳ truy ngộ cuối cùng đạt tới biểu hiện thực chất. Giờ phút này, chỉ cần có đủ tu vi, tiên ngọc sung túc, trải qua quá trình tha phàm, hóa điệu phàm tục, đạt được tiên thai, Đạt tới tiên thể, nguyên thần thăng hoa, dung hợp hoàn toàn với thân thể là có thể đạt tới anh biến kỳ, dưới cảm ngộ của tu sĩ anh biến kỳ, ý cảnh sẽ hoàn toàn biến thành thực chất. Chẳng qua, thực chất này cần có một quá trình, không thể có chuyện nháy mắt mà đã hoàn toàn hoàn thành, sinh tử luân hồi đạo của Vương Lâm chính là một loại lĩnh ngộ cực kỳ hiếm gặp. Loại đạo này chính là khó thực chất hóa nhất. Từ khi bước vào anh biến tới nay, đối với việc thực chất hóa ý cảnh Vương Lâm có chút thành tựu nhưng Thủy Chung vẫn không nắm bắt được điểm cốt lõi. Nếu là cứ tiếp tục thế này thì cơ hội đạt tới vấn đỉnh cũng còn xa vời. Nhưng hôm nay, tại Toái Tiên Chi Địa, Vấn Tâm Chi Đạo kết hợp với lĩnh ngộ ý cảnh của Vương Lâm, lấy 20 bước làm cơ sở liên tiếp bước ra 5 bước. 5 bước này chính là đạo bước, chứa đầy khí thế quyết không quay đầu. Không đi thì thôi, đã đi phải vượt xa tiền nhân. Nương theo cổ khí tức này, ý cảnh của Vương Lâm cuối cùng cũng thực chất hóa một bước này chính là một bước rất trọng yếu. Một bước này tuy không khiến cho uy lực của ý cảnh đề cao được nhiều, không đề cao được tu vi nhưng chính là một bước mở ra con đường đi lên vấn đỉnh, ý cảnh nhập thể, bảo tháp phía trên, thiên vận tử thở sâu, lẩm bẩm nói, trong vòng trăm năm, người này có hy vọng vấn đỉnh, 27 bước, vương lâm trầm mặt, hắn có thể cảm giác được 27 bước của hắn đã là cực hạn, trên thực tế, 25 bước trước đó thì ý cảnh của hắn đã đạt tới cực hạn nhưng ý cảnh nhập thể, bằng cách dung nhập một tia cảm ngộ vào tâm cảnh, hắn mới có thể bước ra mấy bước, đạt tới 27 bước, bước thứ 28, Vương Lâm biết mình không thể bước ra được. Một khi bước ra, tu vi toàn thân hắn sẽ sụp đổ, thậm chí nguyên thần đều sẽ lập tức tiêu tan. Đúng lúc này, từ bảo tháp phía trên đỉnh núi, ánh sáng bảy màu lập tức nồng đậm, hình thành một cuồng sáng bảy màu nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi những hàng khí vốn có gần như chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ tầng băng trước người vương lâm lập tức phản xạ ánh sáng bảy màu này một chiếc cầu vòng bảy màu từ phía trên tầng băng xuất hiện trước người vương lâm đi lên gặp ta thanh âm của thiên vận tử từ bảo tháp trên đỉnh núi từ từ truyền xuống chứa đầy vẻ uy nghiêm thần sắc bình tĩnh vương lâm thở sâu điều chỉnh lại hô hấp nâng chân bước lên cầu vòng bảy màu này một bước bước ra Bước thứ hai dĩ nhiên đã lướt qua hơn 70 bước còn lại, trực tiếp xuất hiện dưới bảo tháp trên núi. Đây là một tòa bảo tháp nhìn cực kỳ bình thường. Bề ngoài bình thường của nó giờ phút này bỗng ngưng tụ từng trận ánh sáng bảy màu, nháy mắt hóa thành bóng dáng của Thiên Vận Tử, đứng dưới chân tháp. Tổ tiên của Thiên Vận Tông ta không phải là tu sĩ mà là Thiên Vận số. Thứ cả đời lão phu theo đuổi chính là Thiên Vận. Hết thảy vận số chính là trời định là người hay bất kỳ một loại nào đều thuộc vào một chữ vận. Lão Phu không có ý định đi chu tức tinh, vừa lúc gặp ngươi đang cảm ngộ hóa thần, tìm kiếm bản nguyên thiên đạo. Ta gặp được, một mặt chính là ta quý người tài, một mặt là vận số giữa ta và ngươi. Điều đó cho thấy ta và ngươi có vận mệnh thầy trò, cả đời thiên vận tử ta tính phụng thiên vận, thế nên đã thu ngươi làm đệ tử. Thiên vận tử nói tới đây, hơi dừng lại một chút nhìn về phía vương lâm, thần thái của vương lâm cung kính, Đứng tại chỗ cuối đầu không nói. Người bước được 27 bước chính là vượt ngoài dự liệu của ta. Không làm ta thất vọng. Thiên vận tử thu hồi ánh mắt. Nâng tay phải lên chụp về hư không một cái. Chỉ nghe thấy âm thanh nước vỡ quanh quẩn trong đất trời. Toàn bộ không trung không ngờ bị một trảo tùy ý của thiên vận tử phân thành hai nửa. Lộ ra một cái khe lớn rất dài. Từ trong cái khe này ánh sáng bảy màu tràn ra. Chiếu rọi khắp thiên địa. Giờ phút này toàn bộ tổng tông của thiên vận tông kể cả ba ngọn núi có tòa bảo tháp cũng lập tức bị chiếu rọi dưới ánh sáng bảy màu này. Cùng lúc đó, bảy hệ xích, chanh, da cam, lục, thanh, lam, tử hệ cùng lúc tản ra những quần sáng riêng rẽ, không để ánh sáng bảy màu chiếu rọi. Thậm chí, gần nửa bầu trời của thiên vận tinh đều bị chiếu sáng làm cho có màu bảy màu. Tại nơi phát ra ánh sáng bảy màu, dưới cái khe thật lớn kia, toàn thân thiên vận tử cũng phát ra quang mang bảy màu, lại cười nói. Ánh sáng tối hỷ thất thải của lão phu phối hợp với hai màu đen trắng mới chính là thứ đẹp nhất trên thế gian. Cuối cùng, sắc mặt của thiên vận tử nghiêm túc. Giờ phút này hắn không có diện mạo hiền lành như trước mà lộ ra một cổ uy nghiêm vô cùng. Nhìn về phía vương lâm, quát, vương lâm, quỳ xuống. Vương lâm không nói lời nào, lập tức quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về thiên vận tử. Thiên vận tử chỉ tay về phía vương lâm quát, hôm nay, Lão Phu dưới ánh sáng chính màu thu Vương Lâm này làm đệ tử thứ bảy của tử hệ. Vương Lâm, ngươi có nguyện trở thành đệ tử của Lão Phu, từ nay về sau tuân thủ môn quy, không làm việc trái nghịch với thiên vận tông, chuyên tâm tu hành, thành tựu đại đạo, chứng minh đạo quả, ngươi có đồng ý không? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh đáp, chỉ cần sư phụ không phụ ta, ta sẽ không phụ sư phụ. Chỉ cần thiên vận tông không phụ ta, ta sẽ không phụ thiên vận tông đây là lời hứa của ta vương lâm ánh mắt của thiên vận tử thu lại nhìn kỹ vương lâm chậm rãi gật đầu tay trái hắn hướng về cái khe trên không chụp một cái lập tức toàn bộ không trung bỗng nhiên rung lên chỉ thấy từ bên trong cái khe một tòa tế đàn bảy màu chậm rãi hạ xuống tế đàn này cực lớn một góc vừa mới hạ xuống không gian xung quanh lập tức truyền đến từng trận âm thanh bùm bùm không chịu nổi sức nặng phía trên tế đàn có vô số một bài có ánh sáng bảy màu Lúc này, tay trái của thiên vận tử triệu hồi, một khối lệnh bài lập tức hóa thành một đạo tử mang xé gió lao tới tay thiên vận tử. Đầu ngón tay của thiên vận tử như đao, trên khối lệnh bài vang lên mấy tiếng, một hàng chữ hiện ra, năm thứ nhất thiên vận hành diễn vũ, thu đồ đệ thứ bảy của tử hệ, vương lâm. Sau khi khắc xong, thiên vận tử vung một bài trong tay lên, lệnh bài này tự động bốc cháy, hóa thành ngọn lửa màu tím, giữa không trung lưu lại một đạo tử hồng, bay trở lại phía trên tế đàn, bây giờ lão phu sẽ truyền cấm pháp thần thông cho ngươi. Ngươi muốn loại nào? Câu hỏi của Thiên Vận tử rơi vào tai Vương Lâm làm trong mắt hắn hiện lên một tia trầm ngâm, cấm pháp trong thiên hạ đều là do bắt chước tiên thuật mà ra. Uy lực mạnh yếu của cấm pháp cũng rất khác nhau, ví dụ như cấm pháp thần thông bắt chước từ trung phẩm tiên thuật thì uy lực tự nhiên so với bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí so với hạ phẩm tiên thuật không kém hơn mấy thậm chí nếu từ thượng phẩm tiên thuật bắt trước mà ra thì uy lực của cấm pháp thần thông chỉ sợ so với hạ phẩm tiên thuật cũng không kém hơn chút nào, thậm chí cao hơn cũng không phải là không có khả năng. Tóm lại, sự cường đại của cấm pháp thần thông được quyết định bởi phẩm giai của tiên thuật, cấm pháp có thuộc tính công kích, Vương Lâm không thiếu. Bất kể là ba thức sát chiêu của Tư Đồ Nam, hay là xạ thần xa khi mở ra đạo phong ấn đầu tiên, toàn bộ đều là pháp thuật công kích của hắn mặt khác còn có kiếm tiên và loan đao. Nhất là loan đao, dưới sự xuất kỳ bất ý là một loại pháp bảo cực kỳ trọng yếu của Vương Lâm.